rể quý trời cho. chương 531, sắp xếp. Đại sảnh quán ba, khu ghế băng dài. Đám người Lâm Cường đang ngồi ở đây, trên bàn bày rất nhiều rượu, ở xung quanh có không ít cô gái ăn mặc hở hang đang lắc lư theo tiếng nhạc. Lâm Cường cầm lấy ly rượu uống cùng mọi người một ly, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh rồi cười nói, không biết tên Lâm Thanh Diện kia đang ở chỗ nào, chắc tên đó sẽ không trốn ở góc phòng lén lút nhìn chằm chằm chúng ta bên này đâu nhỉ chẳng phải tên đó là kẻ núp váy đàn bà à, rất có thể anh ta đến đây thì ngay lập tức bắt đầu phát huy thế mạnh của bản thân, leo lên người một bà già, già giàu có 60 tuổi nào đó rồi. Một tên bên cạnh Lâm Cường cười cợt lên tiếng. Những người khác nghe vậy thì lập tức phá lên cười, không hề che giấu ý châm chọc dành cho Lâm Thanh Diệt. Audio điện tử võ tấn bền Ở đây chỉ có một mình Lưu Hiểu Hàm là nhíu mày lại, cô ta cảm thấy những người này chế nhạo lâm thanh diện như vậy thật quá ghê tởm nhưng cô ta cũng không có cách nào để nói đỡ cho lâm thanh diện trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây lâm cường liếc mắt nhìn lưu hiểu hàm chú ý tới biểu hiện của cô ta lâm cường vốn dĩ cho rằng sau khi mọi người chê cười lâm thanh diện sẽ khiến lưu hiểu hàm nhìn rõ bộ mặt thật của lâm thanh diện từ đó cũng sẽ cho rằng anh là kẻ bám váy đàn bà như mọi người nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ lưu hiểu hàm như vậy rõ ràng là cô ta cảm thấy bọn họ rẻ biểu lâm thanh diện là chuyện rất không thích hợp, giống như rất muốn nói đỡ cho lâm thanh diện. chuyện này khiến khuôn mặt vốn đang tươi cười của anh ta chợt trở, trở nên u ám. ngay sau đó anh ta quay đầu liếc nhìn người con trai bên cạnh mình một cái, hạ thấp giọng nói mấy câu. người con trai kia nở nụ cười hiểu ý, sau đó đứng dậy rời khỏi ghế dài. chỉ một lúc sau anh ta đã quay lại, còn dẫn theo mấy người đàn ông trung niên đi bên cạnh. Mấy người đó thản nhiên như không có gì đứng ở bên cạnh ghế dài, quay người nhìn cô nàng đang đắm mình biểu diễn giữa bồn tắm, còn người con trai kia cũng ngồi xuống ghế dài. Lâm Cường thấy thế thì cong môi cười hài hước, sau đó cầm ly rượu đứng lên nhìn về phía Lưu Hiểu Hàm. Nhìn cô có vẻ không vui, là do tôi tiếp đón không chu đáo sao tiểu Hàm? Hay là để tôi uống với cô một chén coi như xin lỗi nhé, thế nào? Lâm Cường mở miệng nói lưu hiểu hàm vội vàng xua tay nói tôi không uống rượu tôi không sao hết anh không cần để ý đến tôi làm gì cứ uống thoải mái đi thế là cô không đúng rồi tiểu hàm hôm nay là lâm cường mời khách những loại rượu kia trên bàn của chúng ta đều đắt muốn chết bình thường muốn uống cũng không uống được đâu bây giờ lâm cường người ta muốn uống rượu với cô cô nể mặt người ta đi người con trai ngồi cạnh lưu hiểu hàm nói trên vào một câu người con trai kia vừa nói thế những người còn lại cũng ngay lập tức bắt đầu khuyên Lưu Hiểu Hàm muốn cô uống một ly với Lâm Cường. "Tiểu Hàm à, cậu uống với Lâm Cường một ly đi, dù sao uống một ly cũng không say được, mọi người ra ngoài chơi vì vui vẻ, cho Lâm Cường chút thể diện đi." Siêu Hân dù thấy mọi người đều khuyên Lưu Hiểu Hàm thì cũng nói theo. Lưu Hiểu Hàm thấy tất cả mọi người đều nói mình thì lập tức thấy khó xử, cô ta không hiểu tại sao chuyện mình không uống rượu lại trở thành không nể mặt Lâm Cường vậy chứ nghĩ rằng uống một ly cũng không có chuyện gì được nên Lưu Hiểu Hàm gật đầu với Lâm Cường rồi nói, được rồi, vậy tôi uống với anh một ly. Sau đó cô ta cầm lấy ly rượu trước mặt mình, người con trai bên cạnh lập tức rót đầy một ly. Đứng lên nào Tiểu Hàm, uống rượu tay đôi với Lâm Cường mới có vẻ tôn trọng người ta. Người con trai đó đứng lên cười cười. Lưu Hiểu Hàm cũng không biết nhiều về mấy thứ lễ nghĩa này, nghe tên đó nói vậy thì đứng lên, bắt trước trong tivi dơ ly rượu kính Lâm Cường. Lâm Cường cười cười với Lưu Hiểu Hàm, sau đó một hơi uống sạch rượu trong ly. Lưu Hiểu Hàm cũng đưa ly rượu đến bên miệng, định uống một phát hết luôn. Đúng lúc này người con trai đứng lên cùng cô giả vờ chóng mặt, huyết thẳng vào cánh tay Lưu Hiểu Hàm, rượu trong ly của Lưu Hiểu Hàm hất hết ra ngoài, bắn vào một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh ghế dài. Không được rồi, hết nổi rồi, tôi không uống nổi nữa, mọi người uống tiếp đi, tôi chịu thôi. Người con trai đó ngồi xuống, giống như hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Lưu Hiểu Hàm nhìn ly rượu trống không, lại quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên kia, phát hiện quần áo của người đó đã bị rượu hắt ướt rồi. Người đàn ông trung niên đó quay qua nhìn bên này, thò tay sờ quần áo mình, lại nhìn ly rượu trống trong tay Lưu Hiểu Hàm, lập tức ông ta chửi ầm lên, mẹ kiếp, quần áo hơn 300 triệu của ông đây bị mày hất rượu vào rồi, mày có ý gì đây? Lưu Hiểu Hàm vội vàng xin lỗi người đàn ông trung niên đó, thật xin lỗi, cháu không cố ý đâu, vừa nãy có người va vào cháu nên tôi mới không cẩn thận làm đổ rượu, chú có thể cởi đồ ra, cháu cầm đi giặt cho chú. Nói xong cô quay đầu nhìn người đã đụng vào cô, phát hiện tên đó đã ngủ rồi. Giặt à, mẹ kiếp mày đùa ông à, đồ của ông đây mua hơn 300 triệu đấy, không có cách nào để giặt hết, mày làm bẩn đồ rồi, bây giờ một là mua bộ mới cho ông đây, hai là đền tiền, nếu không thì đừng trách hổ lão tam đây cư xử không có lễ độ. Người đàn ông trung niên đó quát tháo. Cái gì, hóa ra là hồ lão tam đấy. Đó chính là đàn em tài giỏi và đắc lực của Lưu Bang vận đấy. Ôi xong rồi, gây tội với hổ lão tam thì chúng ta tiêu rồi. Một cậu con trai hoảng sợ hét lên. Mọi người nghe thế thì hít ngược một hơi, không ngờ người đàn ông trung niên kia lại là người của Lưu Bang vận. Cháu, cháu thật sự không cố ý đâu, thật sự là do người khác va vào cháu. Lưu Hiểu Hàm luống cuốn nhìn Hồ Lão Tam, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Lưu Hiểu Hàm vẫn còn là học sinh, làm sao có thể lấy ra hơn 300 triệu đền cho Hồ Lão Tam, mà Hồ Lão Tam lại là người của Lưu Bang Vận, cô ta vốn không thể trêu chọc vào người này. Nếu Hồ Lão Tam thật sự muốn vì chuyện này mà gây gổ với cô ta thì Lưu Hiểu Hàm cô xong đời rồi. Mẹ nó, ông đây có cần biết có phải mày cố ý không, đền tiền nhanh, nếu không thì, ha ha, mày sẽ không muốn biết hậu quả đâu. Hồ lão tam nói với vẻ mặt gian ác. Lúc này Lâm Cường đứng lên mở miệng chào Hồ lão tam một tiếng, "Chú ba à, không ngờ là chú đấy, cháu là Lâm Cường đây, đây là bạn học của cháu, bỏ qua đi." Hồ lão tam quay đầu nhìn Lâm Cường một cái, nói, "Thì ra là thằng nhóc cháu, đừng nói chú ba không nể mặt cháu, nhưng chú sẽ không giúp người không thân không quen, nếu con nhóc này chỉ là bạn học của cháu thì nó cũng vẫn phải đền tiền như thường thôi." Lâm Cường nghe Hồ lão tam nói vậy thì ra vẻ nghĩ ngợi một lúc mới nói, "Chú ba hiểu lầm rồi, đây đúng là bạn học cháu nhưng cũng là bạn gái cháu, chú nể mặt thằng cháu này mà bỏ qua cho cô ấy đi." Lưu Hiểu Hàm lập tức trợn to hai mắt, không ngờ Lâm Cường sẽ nói như vậy. Người xung quanh thấy thế cũng lập tức hùa theo nói Lưu Hiểu Hàm là bạn gái Lâm Cường, mong Hồ lão tam bỏ qua cho Lưu Hiểu Hàm. Còn Lâm Cường thì lại đang mỉm cười, thật ra mọi chuyện hôm nay đều là do anh ta sắp xếp quả thật anh ta là cháu hồ lão tam, chẳng qua là anh ta cố ý tìm hồ lão tam tới đây, ly rượu kia bị đổ cũng là do anh ta bảo tên kia cố ý. Anh ta làm tất cả là vì muốn khiến Lưu Hiểu Hàm bị ép buộc trở thành bạn gái của mình, chỉ cần Lưu Hiểu Hàm thừa nhận thì anh ta càng dễ dàng có được Lưu Hiểu Hàm hơn. Hồ Lão Tam nhìn chằm chằm Lâm Cường, sau đó quay đầu nhìn Lưu Hiểu Hàm nói, ai biết tụi nhóc bây có lửa ông đây không, mày nói đi, mày có phải bạn gái Lâm Cường không? Nếu là thật thì tao sẽ không so đo, còn không chỉ trách do mày xui xẻo thôi. Chương 532, tôi không có hứng thú. Lưu Hiểu Hàm thấy Hồ lão Tam hỏi mình như vậy thì trên mặt đầy vẻ hoảng loạn, cô ta không có ấn tượng tốt với Lâm Cường, thậm chí đối với một số hành động của cậu ta còn cảm thấy rất đáng ghét, bây giờ bảo cô ta thừa nhận mình là bạn gái của Lâm Cường thì thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Lâm Cường lộ ra vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Lưu Hiểu Hàm. Anh ta nhìn ra được Lưu Hiểu Hàm chắc chắn sẽ không thể lấy đâu ra hơn 300 triệu đền cho Hồ lão Tam, trong tình huống này thì Lưu Hiểu Hàm chỉ có thừa nhận là cô ta là bạn gái của mình thì mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Mà anh ta cũng đã nói trước với Hồ lão Tam rồi, một khi Lưu Hiểu Hàm thừa nhận thì Hồ lão Tam phải mượn cơ hội này uống rượu với Lưu Hiểu Hàm cho đến khi cô ta say thì thôi, sau đó đưa hai người vào trong một căn phòng, như vậy Lâm Cường mới có thể thừa cơ lợi dụng. Mà Lâm Cường cũng không sợ sau chuyện này Lưu Hiểu Hàm sẽ hận anh ta, dù gì thì anh ta cũng là bất đắc dĩ, vì Hồ lão tam nên mới vậy, nói ra, Lưu Hiểu Hàm còn phải cảm ơn anh ta nữa, mà Lưu Hiểu Hàm cũng không có lý do gì trách tội anh ta. "Tiểu Hàm, em còn ngây ra đó làm gì, nhanh nói với chú ba đi, không phải chỉ là một câu nói thôi sao, em thừa nhận rồi thì chú ba sẽ không làm khó em nữa." Lâm Cường nói một câu. Lưu Hiểu Hàm cắn môi, cô ta vừa nãy đã nhìn thấy trên mặt Lâm Cường có nét đùa bớn, hơn nữa hổ lão tam quay về cùng với đám con trai khi nãy ra ngoài, cộng thêm vừa nãy người con trai đó khi đụng phải cô ta rõ ràng là cố ý, điều này khiến trong lòng cô ta không khỏi có cảm giác nghi ngờ. Tất cả những người xung quanh đều đang khuyên Lưu Hiểu Hàm nhanh chóng thừa nhận, việc này khiến cho cô ta có cảm giác như tất cả mọi người đều không quan tâm đến suy nghĩ của cô ta. Lưu Hiểu Hàm là một người luôn kiên trì với nguyên tắc của mình, có lúc cho dù là phải chịu đựng hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cô ta cũng không bằng lòng bị ép phải thừa nhận những chuyện mình không thích. Huống chi cô ta bây giờ đang nghi ngờ Lâm Cường cố ý gài bẫy mình. Do dự một lúc lâu, Lưu Hiểu Hàm nhìn về phía Hồ lão tam, nói cháu không phải là bạn gái của anh ta, chú à, bộ quần áo này của chú mặc dù đắt, nhưng cũng không phải là không có cách để giặt sạch, cháu sẽ giúp chú mang đến tiệm giặt là giặt sạch sẽ nếu như trong quá trình đó xảy ra vấn đề tổn hại gì thì cháu sẽ đền nó theo đúng giá tiền mọi người nghe thấy lưu hiểu hàm trả lời vậy thì lập tức đều yên lặng gương mặt lâm cường vốn đầy mong chờ trong chốc lát bỗng lạnh băng anh ta không ngờ rằng đến nước này rồi mà lưu hiểu hàm vẫn không chịu thừa nhận cô ta là bạn gái của mình không lẽ lưu hiểu hàm cho dù bị hồ lão tam làm khó cũng không muốn giả bộ làm bạn gái của anh ta cô ta đối với anh ta thật sự ghét đến vậy sao cộng thêm thái độ của lưu hiểu hàm tỏ ra với tên ăn bám lúc đó trong lòng lâm cường lại càng tức giận hơn hai tay không kìm được siết chặt lại lâm cường anh trong mắt lưu hiểu hàm lại không bằng một tên ăn bám điều này làm cho anh ta không thể chịu được hồ lão tam cũng không ngờ rằng lưu hiểu hàm sẽ mạnh mẽ đến vậy đối mặt với sự uy hiếp của mình mà cũng không chịu thừa nhận mình là bạn gái của lâm cường điều này với việc ông ta và lâm cường bàn với nhau trước đó hoàn toàn khác nhau mẹ nó xem ra mày vẫn chưa biết ông đây là người thế nào nhỉ, nếu như mày không phải là bạn gái của Lâm Cường, vậy tao cũng không có gì phải cư xử cho có lễ độ nữa. Con người tao từ trước đến nay chưa bao giờ nhân từ với người không quen không biết, mày và Lâm Cường nếu như chỉ là bạn học, vậy hôm nay tao cũng không cần nể mặt nữa, bộ quần áo này của tao là 560 triệu, hoặc là trả tiền, hoặc là lát nữa mày đi cùng với tao, khiến cho tao và anh em của tao thoải mái chút, mày tự chọn đi. Hồ Lão Tam nói, chú, nhưng bộ quần áo này của chú có thể giặt sạch cơ mà, 560 triệu có phải là nhiều quá rồi không?" Lưu Hiểu Hàm nói với vẻ mặt lo lắng không yên. Hồ lão Tam cười nhạo, nói "Tao nói bộ quần áo này giặt không sạch được thì nó không giặt sạch được, cô nhóc, cô có phải là quá ngây thơ rồi không, thật sự tưởng rằng ai cũng có thể nói đạo lý nghiêm chỉnh với cô sao?" Lưu Hiểu Hàm bị lời nói của Hồ lão Tam làm cho không biết phải nói gì thêm, cô ta quả thực có chút ngây thơ tưởng rằng những người này sẽ nói lý lẽ với cô ta. Tiểu Hàm, cậu đừng ngang ngạnh nữa, cậu cứ thừa nhận mình là bạn gái của Lâm Cường thì sẽ không có nhiều chuyện vậy rồi. Siêu Hân Du lo lắng nhìn Lưu Hiểu Hàm. Lưu Hiểu Hàm cắn môi, im lặng không nói gì. Lâm Cường hít thở sâu một hơi, bây giờ anh ta mới hiểu ra, cho dù anh ta dùng thủ đoạn nào thì cũng không thể có được Lưu Hiểu Hàm, nếu đã như vậy thì anh cũng không cần thiết phải nói giúp Lưu Hiểu Hàm nữa. Tiểu Hàm, đây là do em tự chọn đấy nhé, chú ba của anh không phải người mềm lòng gì đâu, sau này em đừng có hối hận." Lâm Cường nói một câu đó với Lưu Hiểu Hàm, sau đó đứng lên rời khỏi ngồi xuống một bên. Những bạn học còn lại thấy vậy cũng đứng dậy theo, rời khỏi nơi này. Đến cuối cùng, bên ghế bên này chỉ còn lại Lưu Hiểu Hàm và Diêu Hân Du. "Tiểu Hàm, cậu đúng là ngốc mà, hà cớ gì phải vậy chứ? Chúng ta lấy đâu ra số tiền lớn như vậy đây?" hồ lão tam này là người của lưu bang vận đó chúng ta vốn không thể chọc vào được siêu hân du nói mặc dù cô ta cũng rất sợ cảm thấy lưu hiểu hàm không nên ương bướng như thế vào lúc này nhưng cô ta thật lòng xem lưu hiểu hàm là bạn thân cho nên vào lúc tất cả mọi người đều rời khỏi theo lâm cường thì cô ta cũng không bỏ lại lưu hiểu hàm lưu hiểu hàm bất lực thở dài trong lòng có rất nhiều suy nghĩ nhưng không biết nên giải thích với diêu hân du thế nào cho hai người thời gian nửa tiếng trong nửa tiếng nếu như không có 560 triệu thì cứ đợi chơi cùng anh em tao đi." Hồ lão tam hét một câu với hai cô gái sau đó liền đi đến một bên uống rượu. Bây giờ cũng chỉ có thể tìm bạn bè xem có ai có thể giúp giải quyết chuyện này hay không, Lâm Cường cũng thật là, nếu như đã dứt khoát không quan tâm nữa, xem ra anh ta cũng không phải loại tốt đẹp gì. Siêu Hân Du tức giận lấy điện thoại của mình ra, bắt đầu gọi cho bạn của mình. Mặc dù Diêu Hân Du bình thường quen biết rất nhiều người, nhưng sau khi nói với bọn họ chuyện này có liên quan đến Hồ lão Tam thì những người đó đều không do dự ngắt điện thoại của cô ta. Đúng là đáng chết, đều là những người bạn nhậu thân thiết, bình thường ra ngoài ăn cơm thì nhanh lắm, bây giờ có chuyện rồi lại ngắt máy nhanh không ai bằng. Siêu Hân Du bất lực đặt điện thoại xuống. Lưu Hiểu Hàm cũng luôn nghĩ nên giải quyết chuyện này như thế nào, thấy Diêu Hân Du không còn cách nào nữa, cô ta liền nói, hay là chúng ta gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện đi, không chừng anh ấy có cách cứu chúng ta. Siêu Hân Du lập tức trợn tròn mắt, nói tiểu hàm, đã đến lúc nào rồi, cậu còn muốn tên ăn bám đó cứu chúng ta, anh ta đến đây, chỉ có thể khiến mọi chuyện càng gay gâu hơn mà thôi, tìm anh ta chi bằng chúng ta gọi cho người nhà xin tiền còn hơn. Hân Du, Lâm Thanh Diện không kém cỏi như cậu nói đâu, anh ấy thật sự rất giỏi, anh ấy ngay cả mấy tên lưu manh ở dưới tầng nhà chúng ta cũng có thể xử lý được, không chừng cũng có thể giúp chúng ta xử lý ổn thỏa chuyện này, anh ấy không phải đúng lúc cũng đến đây sao. Lưu Hiểu Hàm nói. Diêu Hân Du trong phút chốc không biết nói gì thêm, đánh mộ ử miệng nói, Tiểu Hàm, cậu đúng là bị anh ta làm cho phát ngốc rồi, không chừng tên đó nhìn thấy tình hình bên này như thế đã chạy từ lâu rồi, tớ thấy cậu đừng lãng phí thời gian nữa. Lâm Thanh Diện không phải người như vậy, nếu như anh ấy biết chúng ta gặp phiền phức thì chắc chắn sẽ đến giúp chúng ta. Lưu Hiểu Hàm không tranh luận với Diêu Hân Du nữa, cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho Lâm Thanh Diện. Trong phòng được đặt riêng. Lâm Sóc Dương đang nói chuyện phiếm với Lưu Bang Vận. Anh Lâm, anh không có hứng thú gì với cô cả nhà họ Tô đó sao? Nhan sắc của cô Tô đây trong cả thành phố T này có thể nói là xếp vào top 3 đó, hơn nữa còn là con gái cưng nhà họ Tô giàu có. Ở đây tôi đúng lúc có một bức ảnh của cô ấy, nếu như anh Lâm muốn xem thì tôi sẽ cho anh xem, mặc dù tôi không thể khiến cô Tô tự đến đây, có điều giới thiệu làm quen thì vẫn có thể. Lưu Bang Vận cười nói. Lâm Thanh Diện cao mày đáp lại, tôi không có hứng thú, loại chuyện này sau này đừng nhắc nữa. Anh bây giờ chỉ một lòng muốn tìm thấy hứa bích hoài, làm sao có thể có hứng thú gì với con gái nhà họ tô được chứ, cho dù cô gái này rất xinh đẹp thì cũng không có liên quan gì đến anh. Lưu Bang vẫn nhìn Lâm Thanh Diện dường như muốn nổi giận thì sợ đến mức vội vàng nói, đúng, đúng, anh Lâm, là tôi nhiều lời, sau này không nên nói vậy nữa, tôi tuyệt đối không nói nhiều nữa. Lúc này điện thoại của Lâm Thanh Diện vang lên, anh cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, là Lưu Hiểu Hàm gọi đến. Sau khi nghe điện thoại, Lưu Hiểu Hàm kể lại mọi chuyện với Lâm Thanh Diện nghe, anh chỉ ừ vài tiếng, sau đó bảo Lưu Hiểu Hàm đừng căng thẳng, chuyện này để anh lo. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Thanh Diện nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Bang Vận, hỏi ông có đàn em gọi là Hồ lão Tam phải không? Lưu Bang Vận ngây người, gật gật đầu trả lời, đúng vậy, anh Lâm sao tự dưng lại nhắc đến tên này? ông ta đang gây khó khăn cho một người bạn của tôi, đơn giản mà nói thì chính là bạn của tôi vô ý làm đổ rượu lên người ông ta, ông ta đòi 560 triệu, bình thường quần áo hổ lão ta mặc đều đắt như vậy à? Lâm Thanh Diện nói, Lưu Bang vận lập tức trừng mắt, ôi trời, tên này quần áo bình thường mặc đều không quá 600 ngàn, anh ta lại dám nói quần áo anh ta mặc lên đến 560 triệu cơ đấy. Nếu như là như thế, vậy thì phiền ông đi với tôi một chuyến ra ngoài giải quyết chuyện này đi, bọn họ đang ở trong quán rượu của ông người bạn đó của tôi vẫn còn là sinh viên đại học không nên bị bắt nạt như vậy lâm thanh diện lạnh nhạt nói đúng đúng anh lâm tôi đi cùng với anh tên chết dẫm hồ lão tam này đúng là ngày càng lớn mật xem tôi xử lý ông ta thế nào lưu bang vận tức giận nói bên hàng ghế băng dài kia lưu hiểu hàm ngắt điện thoại nhưng đầu nói với diêu hân du lâm thanh diện nói sẽ giúp chúng ta giải quyết việc này bảo chúng ta không cần lo lắng Siêu Hân Du trong phút chốc cười nhạo một tiếng, mở miệng dè biểu, tớ thấy tên đó cũng chỉ là nói cho ai thôi, anh ta sao có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện này, Hồ Lão Tam là người của Lưu Bang Vận đó, không lẽ anh ta còn có thể tìm Lưu Bang Vận đến đây giúp à? Lúc này Hồ Lão Tam đi đến, nở nụ cười lạnh trên gương mặt nhìn hai cô gái, nói, sao rồi, suy nghĩ đến đâu rồi? Lưu Hiểu Hàm nhìn Hồ Lão Tam trả lời, bạn tôi chút nữa sẽ đến, anh ấy sẽ giúp tôi giải quyết chuyện này. Siêu Hân Du nghe thấy lời này của Lưu Hiểu Hàm thì trong giây lát vẻ mặt lộ đầy sự ngượng nghịu, lúc này liền muốn xin lỗi Hồ Lão Tam, dù gì theo cô ta thấy Lâm Thanh Diện cũng không thể giải quyết chuyện này, chỉ có thể làm chuyện này rắc rối hơn mà thôi. Có điều cô ta còn chưa kịp nói, đã nghe thấy giọng nói đầy khí thế hung hăng truyền đến, Hồ Lão Tam, con mẹ nó mày qua đây cho tao. Ông đây nuôi mày, không phải để mày bắt nạt bạn của anh Lâm đâu nhé. chương 533, không có dính dáng gì đến cô hết. Hồ Lão Tam đứng nhìn chầm chầm Lưu Hiểu Hàm, vừa nhìn vừa cười gian, nhưng khi ông ta nghe thấy tiếng nói ở phía sau thì rất hoang mang, ngờ vực. Sau đó, ông ta nhanh chóng quay người lại nhìn, hai mắt trợn tròn cả lên. Đại, đại ca sao anh lại ở đây? Thấy Lưu Bang Vận tức giận như vậy, Hồ Lão Tam thấp thỏm, ông ta không biết sao Lưu Bang Vận lại xuất hiện ở đây, nhưng nghe câu nói vừa nãy kia đã hình như anh Vận đến vì hai cô gái này. Lưu Bang Vận là người như thế nào? người khác không biết nhưng hồ lão tam biết rất rõ ở thành phố tê không ai chọc giận lưu bang vận rồi mà sống yên bình cả lưu bang vận lần này thật sự nổi giận rồi nhớ lại lúc nãy lưu hiểu hàm nói sẽ tìm bạn đến giải quyết chuyện này hồ lão tam lo sợ có khi nào bạn của lưu hiểu hàm là lưu bang vận không lưu bang vận đi đến trước mặt hồ lão tam không nói lời nào trực tiếp tắt anh tôi một cái mắng lên sao cậu lại lớn lối như vậy hả Ai cho cậu lá gan dám kiếm chuyện với họ hả? Hồ lão Tam ôm mặt, run như cầy sấy, anh ta không dám làm càn trước mặt Lưu Bang Vận. "Đại ca, em..." "Đừng có gọi tôi là đại ca, tôi không phải đại ca của cậu, ngay cả bạn của cậu Lâm mà cậu cũng dám chọc, tôi sao dám làm đại ca của cậu chứ? Cậu tự giữ lại tiếng đại ca đó đi." Lưu Bang Vận nói xong, lại tát Hồ lão Tam thêm một cái. Tuy Hồ lão Tam không biết cậu Lâm là ai, nhưng thấy Lưu Bang Vận nổi giận đùng đùng như vậy, cậu lâm chắc chắn không phải một người bình thường nếu không lưu bang vận cũng sẽ không tức giận như vậy ông ta không biết nên làm sao cho để lưu bang vận bớt giận nóng ruột quá ông ta trực tiếp quỳ trước mặt lưu bang vận lưu hiểu hàm và diêu hân du thấy cảnh này đều rất bất ngờ không ngờ hồ lão tam lại sợ người mới tới này như vậy người chung quanh cũng chú ý đến chuyện bên này họ dừng việc đang làm lại quay sang nhìn không rời mắt Tiếng nhạc sập sình và đèn màu của quán ba đã bị đàn em của Lưu Bang vận tắt đi, lúc này, Hồ Lão Tam đã trở thành tiêu điểm của cả quán ba. Trời ơi, kia không phải Hồ Lão Tam sao, sao ông ta lại quỳ như vậy? Cậu không nhìn ra người đứng đối diện ông ta là ai sao, là Lưu Bang vận người nắm quyền lớn ở thành phố Tê à, Hồ Lão Tam ở trước mặt ông ta là cái thá gì chứ, quỳ cũng rất bình thường thôi. Ghê thật, Lưu Bang vận đều ra mặt rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì lớn gì đây, vị này xuất hiện chắc chắn không phải chuyện nhỏ, hồ lão tam lần này chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Có lẽ là vì hai cô gái kia, địa vị của họ nhất định không tầm thường đâu, được Lưu Bang vận xem trọng như vậy, thế lực sau lung họ ghê gớm lắm đây. Lưu Hiểu Hàm cùng Diêu Hân Du nghe người chung quanh bàn tán, họ đã biết người tát hồ lão tam hai bà tay là ai, cũng biết thân phận của Lưu Bang vận, hai người đều rất kinh ngạc. Lưu, Lưu Bang vận sao lại đến đây, Hiểu Hàm, ông lớn như vậy, sao lại giúp chúng ta lưu hiểu hàm cũng rất ngạc nhiên cô chỉ nói với lâm thanh diện là cô đang gặp rắc rối anh cũng đồng ý giúp cô giải quyết do đó lưu bang vận xuất hiện ở đây cô đoán có lẽ là vì lâm thanh diện có thể là lâm thanh diện gọi ông ta đến giúp chúng ta giải quyết chuyện này lưu hiểu hàm trả lời sao có thể chứ lưu bang vận là người có thế lực ở thành phố t lâm thanh diện làm sao mời được ông ta đến chứ siêu hân Du lập tức cãi lại suy đoán của lưu hiểu hàm nhưng cô vừa nói xong, Lâm Thanh Diện đã đi tới bên cạnh Lưu Bang Vận, Lưu Bang Vận nhanh chóng xoay sang, cúi đầu giải thích với Lâm Thanh Diện, "Cậu Lâm, thật là ngại quá, tôi cũng không ngờ lại có chuyện như thế này, hơn nữa còn là ở chỗ của tôi, tôi nhất định sẽ xử lý người này, bồi thường cho bạn của cậu." Lâm Thanh Diện gật đầu với Lưu Bang Vận, sau đó nhìn sang Lưu Hiểu Hàm, cười cười với cô, ý bảo cô không cần lo lắng. Lưu Hiểu Hàm và Diêu Hân Du nháy mắt ngẩn người ra là người có thế lực ở thành phố T vậy mà ở trước mặt Lâm Thanh Diện lại cúi đầu khom lưng, giống y như một người cấp dưới vậy, cực kỳ cung kính. Thật, thật là vì Lâm Thanh Diện, Siêu Hân dù không thể tin được, cô nhìn Lâm Thanh Diện đang đứng ở bên cạnh Lưu Bang Vận không rời mắt, những thứ cô biết trước giờ đều đã đảo lộn cả lên. Trong mắt cô, Lâm Thanh Diện chỉ là một kẻ ăn bám, suốt ngày bám váy phụ nữ, người mặt dày như vậy là loại người cô ghét. Hơn nữa vì giữa cô và Lâm Thanh Diện có mâu thuẫn nên cô luôn xem thường anh nhưng bây giờ lưu bang vận của thành phố tê lại cung kính với anh như vậy cô có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới chẳng lẽ lâm thanh diện không hề giống với những gì cô vẫn nghĩ lưu hiểu hàm lúc này đã tỉnh táo lại cô vô cùng kích động dù cô biết lâm thanh diện rất giỏi đã đồng ý giúp cô thì nhất định sẽ làm được nhưng cô không ngờ lâm thanh diện lại giỏi đến mức này ngay cả người nắm quyền ở thành phố tê ở trước mặt anh đều cung kính như vậy cô thật sự là nghĩ không ra thân phận của Lâm Thanh Diện là gì. Có lẽ cô gái đón Lâm Thanh Diện ở sân bay hôm đó thật sự chỉ là nhân viên của Lâm Thanh Diện, cô ấy đến là để báo cáo công việc với anh thôi, dù thế nào, Lưu Hiểu Hàm cũng không tin Lâm Thanh Diện là trai bao. Lưu Bang Vận giải thích với Lâm Thanh Diện xong, liền nắm lấy lỗ tai hồ lão tam, lôi ông ta đến quỷ trước mặt Lưu Hiểu Hàm, quát lớn, thành thật nói ra quần áo của cậu bao nhiêu tiền, hai cô ấy phải bồi thường sao, còn nữa tổn thất tinh thần của họ cậu tính sao đây hả? Hồ Lão Tam biết đây là cơ hội chuộc tội mà Lưu Bang vận cho ông ta, chỉ cần ông ta thành khẩn giải thích, rồi cấp hai cô gái kia một ít bồi thường, nếu cậu Lâm vừa lòng, anh ta có thể tránh được tội lần này. Anh tôi đầy ái náy nhìn Lưu Hiểu Hàm, ngập ngừng nói, thật ra bộ quần áo này của tôi chỉ là đồ trợ chưa tới 600 ngàn nữa, đều là do Lâm Cường, nó muốn tôi thông đồng, ép cô trở thành bạn gái nó, sau đó tôi lại chuốc say cô, làm cho nó có cơ hội thừa nước đục thả câu, đây đều là âm mưu của Lâm Cường, tôi cũng vì một phút sốc nổi nên mới giúp nó thôi. Đến nước này, Hồ lão tam không dám giấu giếm điều gì, dù sao cũng chỉ là cháu trai, sao ông ta có thể vì che giấu giúp Lâm Cường mà rước họa vào thân chứ? Lưu Hiểu Hàm và Diêu Hân Du nghe Hồ lão tam nói xong đều bị dọa sợ, không ngờ Lâm Cường lại mưu mô như vậy, vốn dĩ Lưu Hiểu Hàm cũng chỉ đoán mò thôi nhưng bây giờ sự thật đã sáng tỏ rồi siêu hân du tức giận cô nghĩ lâm cường chỉ vì muốn giúp hiểu hàm nên mới nói như vậy không ngờ mọi chuyện đều do anh ta sắp đặt sẵn tuy rằng diêu hân du có lúc hơi vô lý nhưng vẫn có giới hạn nhất định lâm cường làm như vậy khiến cô ta khinh bỉ anh ta không ngờ lâm cường lại là người như vậy trước giờ là tôi không có mắt nhìn người tin lầm anh ta thật ghê tởm mà siêu hân du nói thầm bây giờ tôi biết mình sai rồi tôi thành thật xin lỗi các cô hy vọng các cô rộng lược tha lỗi cho tôi Tôi nguyện dùng 600 triệu để bồi thường thiệt hại tinh thần của các cô, các cô làm ơn nhận lấy đi, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa." Hồ lão Tam nói tiếp. Lưu Hiểu Hàm nghe Hồ lão Tam nói vậy, nhanh chóng trả lời, "Không cần đâu, anh biết mình làm sai là được rồi, không cần bồi thường cho chúng tôi 600 triệu đâu." "Cô gái, cô hãy nhận lấy đi, nếu không lương tâm tôi sẽ cắn rứt lắm, cô không lấy nghĩa là cô chưa tha lỗi cho tôi, đại ca cũng sẽ không tha cho tôi." tôi xin cô đó cô nhận lấy đi mà giờ tôi đi rút tiền ngay hồ lão tam hoảng loạn nghe hồ lão tam nói như vậy lưu hiểu hàm có chút do so dự ngẩng đầu nhìn sang lâm thanh diện lâm thanh diện gật đầu với cô ngầm bảo cô nhận đi lưu hiểu hàm lúc này mới nói với hồ lão tam vậy vậy được rồi thấy lưu hiểu hàm đồng ý hồ lão tam mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía lưu bang vận lưu bang vận hừ một tiếng Quay sang nói với Lâm Thanh Diện, cậu Lâm, cậu ta nhận lỗi như vậy cậu vừa lòng chưa, nếu chưa thì để tôi tiếp tục chăm sóc cậu ta. Không cần, ông ta biết sai là được rồi, Lâm Thanh Diện trả lời. Lưu Bang Vận gật đầu, đá hồ lão tam một đá, mắng còn không nhanh cảm ơn cậu Lâm Độ Lượng. Hồ lão tam lập tức quỳ trước Lâm Thanh Diện, cảm kích nói cảm ơn cậu Lâm Độ Lượng tha lỗi cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ không tái phạm. Lâm Thanh Diện gật gật đầu. Sau đó Lưu Bang Vận liền bảo Hồ lão tam đi rút tiền đến. Hồ lão tam bỏ 600 triệu vào một cái túi lớn, đưa cho Lưu Hiểu Hàm, Lưu Bang Vận thấy không có chuyện gì nữa thì đuổi đi. Lưu Hiểu Hàm cầm túi tiền, cô không biết nên làm sao liền quay sang Lâm Thanh Diện, nói anh Diện, tiền này. Nhận đi, đây là tiền bồi thường của cô. Lâm Thanh Diện mở miệng. Siêu Hân dù đứng một bên vui vẻ, nhìn Lâm Thanh Diện nói một câu, không ngờ anh lại quen biết với Lưu Bang Vận à trước giờ là tôi xem thường anh hiểu hàm chúng ta phát tài rồi có số tiền này chúng ta có thể mua rất nhiều quần áo đẹp cô quay sang vui sướng nói với lưu hiểu hàm lâm thanh diện liếc cô ta một cái nói tiền đó đều là tiền bồi thường của hiểu hàm không dính gì đến cô hết siêu hân dù đờ người ra cô giống như đã bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt vậy vô cùng xấu hổ cô nhìn về phía lâm thanh diện anh ta đây là muốn đối đầu với cô mà hư tôi không hề nói tôi sẽ đụng tới số tiền này, anh đừng có nhìn tôi như vậy, chỉ là giải quyết một chuyện còn con thôi mà có gì giỏi đâu chứ. Siêu hân du nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu hiểu hàm thấy vậy, nhanh chóng kéo kéo quần áo của Diêu hân du, rồi nói cảm ơn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện dặn Lưu hiểu hàm về sớm một chút, con gái ở quán ba không an toàn, rồi liền cùng Lưu Bang vận trở về phòng. Siêu hân du thấy Lâm Thanh Diện rời khỏi, giận dỗi nói, thật sự là tức chết mà, hiểu hàm, anh ta ngất định là có ý với cậu, nếu không sao chỉ đối xử tốt với mình cậu chứ, thật là một người dối trá mà. Lưu Hiểu Hàm Du nhìn Diêu Hân một cái, nói chân tình, Hân Du, tớ thấy cậu nên xem lại mình đi, Thanh Diện đối xử với cậu không tốt, có lẽ là vì cậu đối tệ với anh ấy đó. Chương 534, nhất định sẽ mang theo nhiều người. Bên trong một con hẻm bên ngoài quán bar. Lâm Cường mang theo một đám bạn học nam trong lớp mình đợi ở đây. Từ chỗ này có thể nhìn thấy rõ tình hình ở cửa quán ba, ai vào ra quán ba đều có thể nhìn thấy từ chỗ này. Anh Cường, tên đàn ông ăn bám đó vẫn còn ở trong quán ba sao, đã lâu như vậy rồi, còn chưa có ra, chắc hắn không phải đã chuồn từ cửa sau rồi đó chứ?" Một bạn học nam mở miệng nói. Lâm Cường hừ lạnh một tiếng, nói cửa sau của Mộng Thiên Đường không phải ai cũng đi được, tên ăn bám đó muốn ra ngoài thì chỉ có thể đi cửa chính, đợi thêm chút nữa đi, chỉ cần hắn ra ngoài chúng ta liền ra tay, tôi nhất định phải khiến cho thứ đáng chết đó biết được sự lợi hại của lão tử. Anh Cường, mau nhìn xem, hai người Lưu Hiểu Hàm và Diêu Hân Du đã ra ngoài rồi. Lúc này một tên nam sinh hét lên một câu. Đám người đều quay đầu nhìn về phía cửa quán ba, phát hiện hai người Lưu Hiểu Hàm và Diêu Hân Du quả thực từ bên trong đi ra. Diêu Hân Du lúc này vẻ mặt phẫn nộ, còn trong tay Lưu Hiểu Hàm đang cầm một cái túi màu đen, đang không ngừng khuyên Diêu Hân Du. Tuy đám người đều cảm thấy nên là Diêu Hân Du khuyên Lưu Hiểu Hàm, nhưng nhìn bộ dạng của hai người, hình như vốn không được vui lắm, liền cho rằng hai người bọn họ chắc chắn là bị Hồ lão Tam làm khó rồi. Nhìn bộ dạng của hai người bọn họ, hình như cũng không giống gặp phải rắc rối lớn cho lắm, anh Cường, chú ba của anh chắc không phải là đã trực tiếp thả bọn họ ra rồi đó chứ? Một nam sinh mở miệng hỏi. Lâm Cường cười lạnh một tiếng, nói chú ba tôi là người của Lưu Bang vận, thủ đoạn của ông ta không cần tôi nói chắc các cậu cũng rõ. Lưu Hiểu hàm khăng khăng không thừa nhận là bạn gái của tôi thì chú ba tôi sao mà dễ dàng tha cho cô ta được. Bọn họ bây giờ có thể ra ngoài, chắc chắn là đã đồng ý điều kiện gì đó của chú ba tôi rồi. Không thấy Lưu Hiểu hàm cầm một cái túi màu đen trên tay sao, bên trong ai biết chừng là đồ mà chú ba tôi trừng phạt cô ta thì sao. Mấy người xung quanh nghe Lâm Cường nói như vậy, cũng đều tán đồng mà gật gật đầu, đối với bọn họ hai người Lưu Hiểu Hàm và Diêu Hân Du ở trước mặt Hồ Lão Tam thì quả thực chỉ có phận cầu xin mà thôi. Đừng quan tâm bọn họ nữa, hôm nay tôi nhất định phải đợi được tên đàn ông ăn bám đó, không tẩn hắn một trận thì cục tức trong lòng tôi không phát tiết ra được. Nhất định phải để hắn nếm thử sự lợi hại của nắm đấm ông đây. Đôi mắt lâm cường híp lại, phát ra từng tia sát khí. Bên trong phòng bao quán ba, Lưu Bang vận bởi vì chuyện của Hồ Lão Tam mà cứ luôn xin lỗi Lâm Thanh Diệt, vì để biểu thị thành ý của mình, còn liên tục uống ba ly rượu lớn, cầu xin Lâm Thanh Diện tha thứ. Lâm Thanh Diện biểu thị mình không có để bụng chuyện đó, bảo Lưu Bang Vận đừng quan tâm nữa. Lưu Bang Vận bởi vì uống ba ly rượu lớn mà đã say rất nhanh, trực tiếp ngã trên ghế sofa. Lâm Thanh Diện thấy Lưu Bang Vận như vậy, liền đứng dậy định rời khỏi chỗ này, lúc anh ra cửa, Lưu Bang Vận lại mơ mơ hồ hồ mà nói một câu cô chủ tên Tô Tâm Nhu của nhà họ Tô đó thật sự vô cùng xứng với Ngài Lâm, trong điện thoại của tôi có ảnh của cô ấy, Ngài Lâm, Ngài xem đi. Ông ta lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt tìm ảnh. Lâm Thanh Diện bất lực lắc đầu, nói với nhân viên phục vụ về tình hình của Lưu Bang Vận một tiếng, rồi rời khỏi chỗ này. Lưu Bang Vận tìm ra ảnh của Tô Tâm Nhu, vươn tay lắc lắc, điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất. Trên màn hình điện thoại, bộ dạng lúc hứa Bích Hoài tham gia yến tiệc, được chụp vô cùng yêu nhã động lòng người. Đáng tiếc Lâm Thanh Diện đã rời khỏi, không thể nhìn thấy dung nhan của cô cả nhà họ tô này. Bên ngoài quán ba, Lâm Cường nhìn chầm chầm về hướng cửa quán ba, đã đợi đến có chút mất kiên nhẫn rồi. Trong lòng hắn ta mắng vài câu, cảm thấy Lâm Thanh Diện có thể là biết hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nên định nấp trong quán ba cả tối rồi. Chính vào lúc này, Lâm Thanh Diện đi ra từ trong quán ba, đôi mắt Lâm Cường lập tức sáng lên, sau đó vội vàng nói với mấy tên nam sinh bên cạnh mình, thằng cha đó ra rồi, mau mau qua đó chặn hắn lại, đưa đến trong hẻm, sau đó chúng ta giải quyết hắn. Một đám người lập tức giấy lên tinh thần, vội vàng theo Lâm Cường đi về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vốn dĩ định đến bên đường bắt xe về, lúc này đám người Lâm Cường bao vây anh lại, trên mặt đều mang theo nụ cười bất thiện. Không ngờ anh lại ở bên trong lâu như vậy mới đi ra, là do biết tôi ở đây đợi anh, cho nên cố ý trốn không ra sao lâm cường cười lạnh mà nói với lâm thanh diện cậu muốn làm gì vẻ mặt lâm thanh diện bình tĩnh mà nói làm gì đương nhiên là giáo huấn tên ăn bám không biết tốt xấu như anh rồi anh tưởng lâm cường tôi dễ ức hiếp như vậy sao nói cho anh biết hôm nay nếu như không đánh anh quỳ xuống cầu xin thì tên của ông đây sẽ viết ngược lại vẻ mặt lâm cường hung hãn lâm thanh diện bĩu môi nhìn mấy tên được gọi là học sinh đại học ở trước mắt này trong lòng thực ra cũng chẳng muốn xử lý bọn họ đâu, dù sao bọn họ cũng còn thuộc phạm trù học sinh, bốc đồng một chút thì cũng là bình thường. Nhưng Lâm Cường khăng khăng muốn gây phiền phức cho anh, lại cộng thêm mấy lời mà hắn ta nói, không hề phù hợp với thân phận học sinh của hắn ta chút nào, Lâm Thanh Diện cũng có chút bực bội. Anh muốn trực tiếp bị bọn tôi tẩn ở trên đường, hay là bên trong con hẻm ở bên cạnh đây? Lâm Cường lại nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện hỏi một câu. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn con hẻm ở bên cạnh một cái, cũng không nói chuyện mà đi về phía bên đó. Nếu trường học đã không dạy tốt mấy tên học sinh này, vậy thì anh sẽ thay trường học dạy cho bọn họ những thứ không học được ở trường. Mấy người Lâm Cường nhìn thấy Lâm Thanh Diện vậy mà lại ngoan ngoãn đi vào trong con hẻm, lập tức ha hả cười to, theo như bọn họ thấy, Lâm Thanh Diện đây chính là biểu hiện của sự sợ sệt. Thật đúng là tên hèn nhát, vậy mà lại tự mình đi vào con hẻm rồi xem ra cũng là người yêu mặt mũi a à, biết là bị chúng ta tẩn ở trên đường sẽ mất mặt ha ha sao anh ta không cảm thấy ăn bám cũng là một chuyện rất mất mặt nhỉ lâm cường mỉa mai một câu sau đó đám người liền theo lâm thanh diện đi vào trong con hẻm tên nào tên nấy xoa xoa nắm đấm đều muốn ra tay với lâm thanh diện lâm thanh diện đi đến giữa con hẻm thì ngừng lại lâm cường và mấy tên bạn học bao vây lâm thanh diện lại đều nở nụ cười lạnh nhìn chằm chằm vào lâm thanh diện nếu như bây giờ anh quỳ xuống khấu đầu với bọn tôi, kêu bọn tôi mấy tiếng ông nội, lấy bản lĩnh ăn bám đàn bà của anh ra mua vui cho bọn tôi, nói không chừng tôi còn có thể tha cho anh một lần, tôi chỉ cho anh một cơ hội lần này, sao, có muốn quỳ xuống với bọn tôi ngay bây giờ không?" Lâm Cường cười khẩy một tiếng. "Cùng nhau lên đi, tôi không có nhiều thời gian." Lâm Thanh diện nhàn nhạt mở miệng. Đôi mắt Lâm Cường lập tức híp lại, mắng cho mặt mũi mà không cần, đây là anh tự tìm thôi, các anh em cùng nhau lên. Tiếp đó Lâm Cường dẫn đầu sông về phía Lâm Thanh Diệt, tuy trước đó hắn ta đã cảm nhận được sức mạnh của Lâm Thanh Diệt, nhưng hắn ta vốn không cho rằng Lâm Thanh Diệt có thể đánh lại nhiều người bọn họ như vậy. Mấy bạn học của Lâm Cường đó cũng hưng phấn, đều cảm thấy nhiều người mà đánh một mình Lâm Thanh Diệt như vậy, tuyệt đối là chiếm ưu thế. Thế nhưng chuyện cũng có lúc luôn vượt khỏi dự tính của mình. 5 phút sau, trong hẻm đầy dẫy tiếng khóc than, Lâm Thanh Diện phủi phủi bụi trên tay áo mình, cúi đầu nhìn Lâm Cường mặt mày xanh đỏ đã ngã ở trước mặt mình một cái, mở miệng hỏi còn lên không? Lâm Cường nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt kinh sợ, giống như là nhìn thấy một ác quỷ bước ra từ địa ngục vậy, hồi nãy thân thủ mà Lâm Thanh Diện thi triển ra quả thực là quá khủng bố rồi, ngày ngày hắn ta đi tập sim cũng chưa thấy người nào đáng sợ như vậy qua. Chả trách Lưu Hiểu Hàm lại nói bọn họ dù có cùng sông lên cũng không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện, hóa ra không phải đang đùa, mà là thật. Anh, anh đừng có mà đắc ý, anh có dám để tôi kêu chú ba của tôi qua đây không? Anh đánh một đám học sinh như bọn tôi thì tính là gì? Nếu như ngay cả chú ba tôi mà anh cũng đối phó được, thì tôi sẽ không gây chuyện với anh nữa. Lâm Cường giấy lên dũng khí mà nói. Chỉ e chú ba của cậu không dám đến đâu. Lâm Thanh Diện nói. Bớt bốc phét ở đây đi mẹ nó, chú ba tôi là người của Lưu Bang Vận, anh có biết Lưu Bang Vận không? đó là đại ca thế giới ngầm của thành phố tê đó ở thành phố tê không ai dám chọc vào chú ba tôi ở trong quán ba đó nếu như anh có gan thì để tôi gọi cho ông lâm cường nhắc đến chú ba của hắn ta lập tức có chút tự tin lâm thanh diện bất lực lắc lắc đầu trong lòng nghĩ nếu như tên lâm cường vẫn chấp mê bất ngộ vậy thì chi bằng để hắn gọi hồ lão tam qua đây như vậy cũng có thể giải quyết mớ rắc rối này tốt hơn vậy cậu gọi đi lâm thanh diện nói lâm cường sướng sờ sau đó cười lạnh trong lòng nghĩ lâm thanh diện cũng thật là ngốc vậy mà lại thật sự bảo hắn gọi điện thoại kêu người tới tên này chắc chắn là không biết chú ba của mình lợi hại đến thế nào rồi hắn ta hoàn toàn trả hề do dự vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho hồ lão tam chú ba chú mau đến con hẻm ở đối diện quán ba đi cháu bị người ta đánh rồi chú nhớ mang theo vài người nữa người này không dễ đối phó lâm cường trực tiếp lên tiếng bên kia yên lặng vài giây sau đó vang lên thanh âm đè nén lửa giận của Hồ lão Tam, "Được, cháu đợi đó, chú nhất định sẽ mang theo vài người." Hồ lão Tam lúc này đang muốn đi xử lý Lâm Cường a, ông ta đồng ý mang theo chút người, không phải vì để giúp Lâm Cường, mà là để tẩn hắn mạnh một chút. Chương 535, đừng có quá tự tin. Cúp điện thoại, Lâm Cường lộ ra một nụ cười độc ác với Lâm Thanh Diện, Hồ lão Tam đã làm cho nỗi sợ hãi của anh ta đối với Lâm Thanh Diện giảm bớt rất nhiều chỉ cần hồ lão tam dẫn người tới đây, vậy thì chắc chắn sẽ có cách xử lý lâm thanh diện. Chú ba của tôi sẽ lập tức mang người tới đây, anh có bản lĩnh thì cứ đứng đây mà chờ đi, chờ chú ba của tôi đến đây, ông ấy sẽ giáo huấn anh thay cho tôi. Lâm Cường cười lạnh nói. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, đừng có quá tự tin, không chừng chú ba của cậu tới đây, người bị giáo huấn là cậu đó. Con mẹ nó, ít nằm mơ ở đây đi, sao chú ba của tôi lại giáo huấn tôi được chứ? Tôi là cháu của ông ấy, chẳng lẽ ông ấy còn giúp một người ngoài như anh à Lâm Cường khinh bỉ nói. Lâm Thanh diện từ chối cho ý kiến, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cho dù là quan hệ máu mủ thì cũng sẽ không chịu nổi một kích, huống hồ gì Lâm Cường cũng chỉ là một đứa cháu của Hồ lão tam mà thôi. Bởi vì khoảng cách giữa con hẻm nhỏ với Mộng Thiên đường cũng chỉ có mấy chục mét, sau khi Hồ lão tam nhận được điện thoại của Lâm Cường, chỉ trôi qua 5 phút liền mang theo một đám người đi đến con hẻm nhỏ khí thế của ông ta hùng mạnh, nghĩ đến bởi vì Lâm Cường bị tổn thất 600 triệu, trong lòng càng tức giận thêm. Có làm như thế nào ông ta cũng không nghĩ được tại sao Lâm Cường lại rảnh đến nhất cả trứng, đi trêu chọc một người có bối cảnh như vậy. Nhưng mà dù sao Lâm Cường cũng là cháu của ông ta, cho dù ông ta có muốn dạy dỗ Lâm Cường, trước tiên cũng phải giải quyết việc trước cho Lâm Cường, chờ sau khi giải quyết phiền phức cho Lâm Cường xong rồi, ông ta mới xử lý cái thằng cháu không có chí tiến thủ này ông ta dẫn theo người đi vào trong con hẻm nhỏ nhìn thấy ở trong con hẻm nhỏ có một người đang đứng đưa lưng về phía của ông ta lâm cường với mấy tên bạn học của anh ta đều ngã trên mặt đất trong lòng cũng thấy hơi kinh ngạc lâm cường nhìn thấy hồ lão tam dẫn theo người tới trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn nhanh chóng vẫy gọi hồ lão tam la lớn lên chú ba mau đến cứu cháu đi cái thứ không biết sống chết này đánh cháu đó chú mau giúp cháu xử lý anh ta đi hồ lão tam hừ lạnh một tiếng đi đến sau lưng của Lâm Thanh Diện tức giận chừng mắt nhìn Lâm Cường một chút vừa định mở miệng kêu Lâm Thanh Diện biết điều chút đi nói xin lỗi với Lâm Cường sau đó cút nhanh lên tiếp theo đó ông ta còn phải la mắng Lâm Cường cậu ông ta vừa mới nói ra được một chữ Lâm Thanh Diện liền xoay người lại nhìn về phía Hồ Lão Tam trong nháy mắt Hồ Lão Tam nhìn thấy gương mặt của Lâm Thanh Diện lông tơ ở trên người lập tức dựng đứng lên sao ông ta nghĩ được người mà Lâm Cường muốn xử lý lại chính là cậu Lâm người mà lúc ấy Lưu Bang vận đối đãi rất cung kính. Bản năng của con người khiến Hồ lão tam lập tức sửa lời lại, cái thứ không biết tốt xấu này, dám gây phiền phức cho bạn của cậu Lâm, lại chạy tới đây gây phiền phức cho cậu Lâm, sau này đừng gọi tôi là chú ba nữa, tôi với cậu không có chút quan hệ nào đâu. Nói xong, Hồ lão tam nhanh chóng đi vòng qua Lâm Thanh Diệt, trực tiếp đá một đá lên trên mặt của Lâm Cường. Chiếc răng cửa ở trong miệng của Lâm Cường bị đạp gãy anh ta căn bản cũng không kịp phản ứng hồ lão tam lại đột nhiên ra tay với anh ta, lúc nãy anh ta còn cho rằng hồ lão tam sẽ ra tay với lâm thanh diện. Tụi bây còn đứng thất thần đó làm gì, đến đây đánh cái tên không biết xấu hổ này cho tớ đi hồ lão tam nhìn mấy tên đàn em của mình rồi hô một câu. Đám đàn em đều mang theo vẻ mặt kỳ quái, nhưng mà lão đại cũng đã ra lệnh rồi, vậy thì bọn họ cũng không thể do dự được, cho nên liền bước lên phía trước cùng nhau đánh lâm cường. Lâm Cường khóc không ra nước mắt, anh ta nghĩ mãi không biết người chú ba này của mình đã trúng phải ngọn gió gì, tại sao đột nhiên lại dẫn theo một đám người đánh anh ta. Anh ta muốn mở miệng hỏi một chút, nhưng mà hồ lão tam căn bản cũng không cho anh ta có cơ hội, anh ta còn chưa nói ra khỏi miệng, một đấm lại một đấm liên tục đánh vào trên mặt của anh ta. Sau 10 phút đồng hồ, hồ lão tam mới kêu người của mình dừng lại, sau đó mặt mũi tràn đầy áy náy đi đến trước mặt của Lâm Thanh Diệt, không người nói xin lỗi cậu Lâm, tôi thật sự không ngờ đến cái tên này sẽ chạy đến đây tìm cậu gây phiền phức, cậu không sao đó chứ. Nếu như thằng nhóc này làm cậu bị thương, tôi nhất định sẽ không tha cho nó dễ dàng như vậy. Lâm Thanh Diện lắc đầu nói, ông cũng đã dạy dỗ cậu ta thay cho tôi rồi, tôi cũng không truy cứu cái gì nữa, sau này giáo dục tốt một chút là được rồi. Nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, Hồ Lão Tam thở một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng gật đầu nói, vâng vâng, tôi nhất định sẽ dạy dỗ thằng nhóc này đàng hoàng, để cho nó sau này tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy nữa lúc này lâm cường bị đánh thoi thóp mới ngẩng đầu lên mặt của anh ta đã đầy máu me nhìn không ra dáng vẻ ban đầu chú chú ba tại sao chú lại muốn đánh cháu không phải là chú nên giúp cháu xử lý cái tên này hả lâm cường không có sức mà hỏi một câu hồ lão tam lại đá một đá lên trên người của lâm cường mắng cậu có biết người này là ai hay không hả cậu lâm chính là lão đại của chúng ta chính là nhân vật mà chúng ta phải tôn trọng ba phần. Cậu kêu tôi xử lý cậu ấy, cậu cảm thấy tôi chán sống như cậu rồi hả? Lâm Cường nghe thấy lời nói này của Hồ lão tam, trong lòng lập tức lộp bộp, người để cho Hồ lão tam cung kính như vậy, nói chuyện như thế này, anh ta hiểu cực kỳ rõ ràng. Lão đại của Hồ lão tam chỉ có thể là Lưu Bang vận, vậy mà Lâm Thanh Diện lại có thể để cho Lưu Bang vận cung kính ba phần, khó trách sau khi Hồ lão tam nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì lại sợ đến như vậy xem ra là lần này mình đã đánh trúng tấm sắt rồi nhưng mà hối hận cũng đã vô dụng anh ta đã bị hồ lão tam đánh ngay cả mẹ của anh ta cũng không nhận ra lâm thanh diện đứng ở đây đợi hồ lão tam tới chính là vì để hồ lão tam giúp mình cảnh cáo lâm cường để sau này anh ta đừng tìm mình gây phiền phức nữa bây giờ mục đích cũng đã đạt được rồi anh cũng không cần thiết phải ở lại chỗ này anh cũng không chào hỏi với hồ lão tam đi thẳng ra bên ngoài con hẻm nhỏ Hồ lão Tam thấy thế thì nhanh chóng xoay người lại, cung kính tiễn Lâm Thanh Diện đi. Chờ Lâm Thanh Diện đi ra con hẻm nhỏ, Hồ lão Tam mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, tiếp theo đó là nhìn Lâm Cường trên mặt đất, lên tiếng nói: "Đi về nói với ba của cậu rằng sau này, Hồ lão Tam tôi sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào với nhà của cậu nữa, sau này có chuyện gì thì đừng có đến tìm tôi." Ở trong chung cư, Lưu Hiểu Hàm đang ngồi ở trên ghế sofa, trong đầu nhớ đến chuyện ngày hôm nay Lâm Thanh Diện dẫn theo đến giải vây giúp cho bọn họ, trên mặt thỉnh thoảng lại lộ ra một nụ cười ngây ngô. Siêu hân du dầu dĩ không vui ngồi ở bên cạnh của Lưu Hiểu Hàm, nhíu mày, xem ra vẫn còn đang khó chịu bởi vì thái độ của Lâm Thanh Diện đối với cô ta. Một hồi lâu sau, hai mắt của Diêu Hân Du sáng lên, đứng lên, lên tiếng nói, tớ đã biết rồi. Lưu Hiểu Hàm quay đầu nhìn về phía Diêu Hân Du, trên mặt lộ ra biểu cảm không hiểu. Mấy người Lâm Thanh Diện này có thể quen biết với Lưu Bang Vận, chắc chắn cũng là bởi vì liên quan đến Bạch Phú Mỹ bao nuôi anh ta, thật sự không ngờ tới Bạch Phú Mỹ bao nuôi anh ta lại lợi hại như thế, ngay cả Lưu Bang vận cũng phải cho anh ta mấy phần mặt mũi, cũng không biết là Lâm Thanh Diện này làm như thế nào mà dính được với người ta nữa. Siêu Hân Du nói tiếp, Lưu Hiểu Hàm lập tức im lặng, xem ra Diêu Hân Du để chứng minh Lâm Thanh Diện không lợi hại như thế, vậy mà lại suy nghĩ ra các loại lý do. Siêu Hân Du lại ngồi ở bên cạnh của Lưu Hiểu Hàm, nói Tiểu Hàm à, Cậu đừng cảm thấy tớ đây là bởi vì nhìn anh ta khó chịu nên mới nói như vậy, chẳng phải cái tên đó đã nói anh ta chính là giáo sư thỉnh giảng ở trong trường của chúng ta hay sao? Tớ đã quan sát anh ta mấy ngày nay rồi, anh ta thậm chí không có một cuốn sách lịch sử nào ở trong phòng cả. Với lại cái tên này mỗi ngày đi đến trường học thì lại ngồi im lặng ở trong quảng trường nhỏ, nếu như thật sự là giáo sư thỉnh giảng, sao lại có thể rảnh rỗi như vậy? muốn chứng minh có phải là anh ta giả vờ tự xưng là anh hùng ở trước mặt của chúng ta hay không, vô cùng đơn giản, chúng ta chờ đến thứ hai đi, đi vào lớp học công khai đó là biết rồi. Hừ hừ, đến lúc đó tới nhất định phải quay video giảng bài của giáo sư xuống, đi tới trước mặt của cái tên đó mà chất vấn anh ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 536, tiết học công khai. Thứ hai, trường đại học Phú Đán, viện lịch sử. Chuyện mà trưởng khoa tự mình mời giáo sư Thỉnh giảng đến viện lịch sử, nó đã được truyền đi rộng rãi trong viện lịch sử, có lẽ cái này chỉ là một chuyện bình thường, nhưng mà ở trong viện lịch sử có giáo sư Thỉnh giảng đến là một chuyện cực kỳ khác thường, làm cho người ta quan tâm. Bởi vì trưởng khoa của viện lịch sử, Trung Chí, nhiều năm như vậy rồi chưa từng mời qua bất cứ người nào đến làm làm giáo sư, hơn nữa lúc Trung Chí đang giảng bài thì cũng không thường xuyên nói chuyện với học sinh của mình. Trong xã hội này, những người được gọi là nhân vật lịch sử nổi tiếng căn bản cũng không đủ tư cách để đến học viện của bọn họ làm giáo sư thỉnh giảng. Người duy nhất có thể làm cho trung trí để mắt tới cũng chỉ có một người đứng đầu trong giới thẩm định, Tôn Sùng Nam, đại sư Tôn. Cho nên trung trí lại đích thân mời một người ở trong xã hội đến để làm giáo sư thỉnh giảng cho viện lịch sử, làm cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, hơn nữa người mà được mời đến đây đã xác định không phải là Tôn Sùng Nam. Cho nên tất cả mọi người đều vô cùng tò mò đối với vị giáo sư thỉnh giảng này. Mà vài ngày trước ở trong học viện có tin tức ngầm truyền ra, người được gọi là giáo sư thỉnh giảng này thật ra là dùng tiền đến để mạ vàng. Ở trong viện lịch sử có một vị giảng viên quen với giáo sư thỉnh giảng này, cho rằng người được gọi là giáo sư thỉnh giảng này cũng không có tư cách giảng dạy cho người khác. Chuyện này được lưu truyền càng dữ dội hơn trong nhóm giảng viên, không ít người đều nói giáo sư thỉnh giảng này cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Mới hơn 20 tuổi, như thế nào đi nữa thì cũng không đủ trình độ và tư cách để đến đại học Phú Đán làm giáo sư thỉnh giảng. Trong đó có một người phản ứng mãnh liệt nhất đối với chuyện giáo sư thỉnh giảng này, chính là Mã Tuấn Tài, liên quan tới mấy lời đồn về giáo sư thỉnh giảng đó, có hơn phân nửa đều là từ trong miệng của anh ta truyền đi. Chính là bởi vì đang tranh luận rất lớn, cho nên có rất nhiều người của viện lịch sử đều đang chú ý đến vị giáo sư thỉnh giảng. Sắp có tiết dạy, còn chưa đến thời gian lên lớp. Ở trong phòng học đã có rất nhiều người ngồi đó, trong đó có mấy giảng viên đến để nghe giảng bài. Hai người Lưu Hiểu Hàm và Diêu Hân Du đã sớm yên vị ở trong phòng học, hơn nữa lại là ngồi vị trí ở hàng đầu. Trong lòng của Lưu Hiểu Hàm vẫn còn có chút tin tưởng Lâm Thanh Diện, nhưng mà trước khi chưa nhìn thấy người nào lên lớp, cô ta cũng không thể khẳng định Lâm Thanh Diện chính là vị giáo sư thỉnh giảng do trường học đã mời tới. Mà Diêu Hân Du thì căn bản cũng không tin tưởng người đến đây giảng dạy là Lâm Thanh Diện. Bọn họ ngồi ở vị trí cao như thế là vì cầm điện thoại ghi lại chứng cứ, sau đó đi chất vấn Lâm Thanh Diện, để cho anh hoàn toàn mất mặt. Tiểu Hàm, cậu cứ chờ mà xem đi, một lát nữa vị giáo sư thỉnh giảng đó đến đây, cậu liền biết suốt cuộc là Lâm Thanh Diện có phải một tên nhóc thích nói dối hay không." Siêu Hân Du nói với Lưu Hiểu Hàm. Lưu Hiểu Hàm mím môi, không biết trả lời Diêu Hân Du như thế nào. Lúc này, Lâm Thanh Diện ở trong phòng làm việc, Lâm Thanh Diện đang ngồi ở trước bàn làm việc tự hỏi chờ một lát nữa mình lên lớp thì phải giảng dạy cái gì. Lúc trước anh cũng không chuẩn bị khóa học, anh cảm thấy mình cứ tùy tiện lấy ra chút đồ vật rồi giảng dạy một chút, cũng có thể để cho những học sinh không có hiểu biết đối với lịch sử văn vật học được rất nhiều thứ. Tiết học công khai này của anh là vì để cho học sinh mở rộng tầm mắt, cho nên anh cũng không có yêu cầu cứng nhắc, chỉ cần giảng dạy không buồn tẻ như vậy là được rồi. Lúc này Vân Thanh Hằng đang đứng ở bên cạnh của Lâm Thanh Diệt. Nhìn ở trên bàn của Lâm Thanh Diện ngay cả một quyển sách cũng không có, chứ đừng nói chi là giáo trình, không khỏi lo lắng thay cho Lâm Thanh Diện. Mấy ngày nay cô ta cũng đã nghe không ít những lời đồn liên quan tới Lâm Thanh Diện, có rất nhiều người đều đang nói Lâm Thanh Diện là dùng tiền đến để đánh bóng tên tuổi, căn bản cũng không có trình độ lịch sử, cái này khiến cho Vân Thanh Hằng rất tức giận bất bình. Cô ta biết sự lợi hại của Lâm Thanh Diện ở phương diện giám định, ngay cả đại sư Tôn Tôn Sùng Nam cũng tán thưởng có thừa với Lâm Thanh Diện sao anh lại không có trình độ được chứ cho nên cô ta vẫn luôn chờ đợi tiết học công khai ngày hôm nay chỉ cần lâm thanh diện bước lên bục giảng giảng bài những người coi thường lâm thanh diện chắc chắn sẽ ngậm miệng lại chỉ là bây giờ nhìn qua lâm thanh diện giống như là không hề chuẩn bị một thứ gì cả cái này khiến cho trong lòng của vân thanh hằng bận tâm nếu như lâm thanh diện bước lên bục giảng mà không nói được cái gì vậy thì những lời dồn kia sẽ trở thành sự thật như thế này cho dù trình độ của Lâm Thanh Diện có cao, chỉ sợ là những người ở trong trường học cũng sẽ không tin tưởng. Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Diện nhìn thời gian một chút, đứng dậy ở trước bàn làm việc, nói với Vân Thanh Hằng, chúng ta đi thôi, sắp đến giờ học rồi. Vân Thanh Hằng do dự một lát, mở miệng nói, anh Lâm, anh xác định là lên lớp như vậy đó hả? Tôi thấy anh không có chuẩn bị cái gì cả, nếu không thì để tôi đi đến chỗ của giảng viên lấy một phần giáo trình giúp cho anh. Trước tiên anh cứ sửa theo giáo trình mà giảng bài, chờ lần sau anh hẵng giảng những thứ của anh." Lâm Thanh Diện cười cười với Vân Thanh Hằng, mở miệng nói, "Không có bài giảng không có nghĩa là không giảng dạy được, đi thôi, những thứ mà tôi muốn giảng đều nằm ở trong đầu." Thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, Vân Thanh Hằng cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu đi theo Lâm Thanh Diện bước ra khỏi văn phòng. Ở trong hành lang, hai người bọn họ đụng phải Mã Tuấn Tài đang chuẩn bị đi nghe giảng. Mã Tuấn Tài nhìn chầm chầm vào Lâm Thanh Diện, phát hiện ở trong tay của anh không có mang theo cái gì cả, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười lạnh, một bộ dạng âm dương quái khí nói, giảng bài mà lại không mang theo giáo trình, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy đó. Giáo sư Lâm, không phải là trước đó anh vẫn chưa bước lên lớp đó chứ, cho nên không biết trước khi giảng bài thì cần phải chuẩn bị giáo trình trước. Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua Mã Tuấn Tài, mở miệng nói, giảng bài chính là miêu tả những thứ có nghiên cứu, chỉ cần những thứ mà tôi nói có tác dụng với học sinh, thế thì cũng đủ rồi, có giáo trình hay không thì cũng không có liên quan gì nhau. Ha ha, vậy trước hết tôi xin chúc tiết học này của giáo sư Lâm sẽ được thuận lợi, đến lúc đó bước lên bục giảng rồi cũng đừng làm ra trò cười mới tốt. Đúng rồi, học sinh trong trường học của chúng tôi đã thuộc lầu lầu những kiến thức của trung học, lúc giáo sư Lâm giảng bài chú ý một chút là được rồi. Mã Tuấn Tài cười lạnh, nói xong liền quay người bước nhanh rời khỏi nơi này trên mặt của vân thanh hằng tràn đầy tức giận cảm thấy lời nói lúc nãy của mã tuấn tài thật sự rất quá đáng anh ta vậy mà cảm thấy anh lâm chỉ có thể giảng được một vài kiến thức của trung học phổ thông loại châm biếm này quả thật quá không tôn trọng anh lâm rồi anh lâm có lẽ là anh đến đây đã đoạt mất danh tiếng của giảng viên mã cho đơn giảng viên mã mới có chút giận dỗi hy vọng là anh có thể không để ý đến vân thanh hằng an ủi một câu không sao đâu chờ một lúc nữa lên lớp anh ta sẽ biết được những thứ mà tôi dạy không phải là kiến thức của trung học. Lâm Thanh Diện nói, hai người bọn họ cùng nhau đi về phía tòa nhà giảng dạy. Ở bên trong phòng học, tất cả mọi người đều đang mong đợi nhìn về phía cửa, đã sắp đến giờ học rồi, chắc có lẽ là vị giáo sư thỉnh giảng đó cũng đã sắp tới. Mã Tuấn Tài ngồi ở bên trong phòng học, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen ở phía trước, trong lòng nghĩ chờ một lát nữa phải hỏi Lâm Thanh Diện vài vấn đề hóc búa, để cho anh không thể có đường lui được. Sắp đến giờ học rồi, vị giáo sư kia cũng chưa tới nữa. Tiểu hàm, cậu lập tức đã có thể biết được bộ mặt dối trá của Lâm Thanh Diện đó rồi. Siêu hân dù có chút mong chờ nói với Lưu Hiểu Hàm. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện bước vào từ bên ngoài, đứng ở trên bục giảng. chương 537, tôi đến dạy học, có cái gì không đúng à? Lâm Thanh Diện, anh làm cái gì vậy? Nhanh đi xuống đây cho tôi đi, một lát nữa giáo sư Thỉnh giảng sắp đến rồi đó, anh đừng có bởi vì giận dỗi nhất thời mà chạy tới chỗ này có được hay không hả? Siêu Hân Du nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đứng trên bục giảng, phản ứng đầu tiên chính là cái tên này chạy đến đây gây rối. Học sinh ở trong phòng đều bởi vì tiếng la hét này của Diêu Hân Du mà đặt lực chú ý ở trên người của Lâm Thanh Diện, đều cảm thấy có chút tò mò mà nhìn chằm chằm vào anh, không biết đây là có chuyện gì. Vị bạn học này, tôi đến đây để dạy học, có cái gì không đúng à? Lâm Thanh Diện nhìn Diêu Hân Du một chút, mở miệng nói. Lời nói này của anh làm cho tất cả học sinh ở trong phòng đều sôi trào, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được mà nhìn Lâm Thanh Diện lớn hơn so với bọn họ không bao nhiêu tuổi. Hiển nhiên là ai cũng không tin nổi, cái người trẻ tuổi như vậy mà lại là giáo sư thỉnh giảng do trường học đã mời tới. Ngược lại là mấy giảng viên như Mã Tuấn Tài cũng coi như là bình tĩnh, bọn họ đều đã gặp Lâm Thanh Diện từ lâu rồi, biết được người trẻ tuổi này chính xác là giáo sư thỉnh giảng do trưởng khoa đã mời tới. Ôi trời đất ơi, cái người này chính là giáo sư thỉnh giảng được trưởng khoa mời tới đó hả? Người này cũng trẻ quá rồi đó, chắc chắn anh ta không phải cố ý nói đùa trên bục giảng đó chứ. Chẳng lẽ thật sự dùng tiền đến trường của chúng ta để đánh bóng tên tuổi hả? Nhưng mà không phải giáo sư này là do trưởng khoa tự mình mời tới hay sao? Từ trước đến nay, trưởng khoa của chúng ta không phải là người luôn xem thường mấy loại chuyện dùng tiền để đánh bóng tên tuổi này à? Mẹ kiếp, có lẽ là người này cũng vừa mới tốt nghiệp được mấy năm thôi. Nhìn tuổi tác của anh ta còn không lớn bằng giảng viên mã nữa đó. Thâm niên nghề nghiệp của giảng viên mã đã đủ kinh người rồi, vậy mà cũng không thể lăn lộn với cấp bậc này được. Vậy mà người này có thể làm giáo sư thỉnh giảng, cái này cũng nói xàm quá rồi đó. Lâm Thanh Diện, anh có thể có liêm sỉ chút được hay không? Anh cho rằng mấy người chúng tôi đều là đồ ngu hay là cái gì? Anh mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ, làm sao lại trở thành giáo sư thỉnh giảng của trường học chúng tôi được? Trên mặt của Diêu Hân Du tràn đầy sốt ruột, cảm thấy trò đùa này của Lâm Thanh Diện đã quá trớn rồi. Vị bạn học này, bạn ngồi xuống đi, đã sắp đến giờ học rồi, đừng quấy nhiễu trật tự của lớp. Lâm Thanh Diện lại nói với Diêu Hân Du một câu. Trong lòng của Diêu Hân Du cảm thấy tức giận, nghĩ thầm Lâm Thanh Diện diễn đến nghiện rồi dự định trực tiếp nói ra bộ mặt thật của Lâm Thanh Diện, để cho anh mất mặt ở trước mặt của tất cả mọi người. Đúng lúc này, Vân Thanh Hằng bước vào trong phòng học, nhíu mày nhìn Diêu Hân Du một chút, mở miệng nói, em còn đứng ngây ra đó để làm gì? Giáo sư Lâm đã kêu em ngồi xuống, em còn muốn quấy rối nữa hả? Diêu Hân Du nhìn thấy người đi vào là Vân Thanh Hằng, lập tức mở to hai mắt mà nhìn, lẩm bẩm nói, đàn chị, anh ta. Đừng có nói chuyện, nhanh chóng ngồi xuống đi đừng làm ảnh hưởng đến việc dạy học của giáo sư Lâm. Vân Thanh Hằng nói một câu với Diêu Hân Du. Diêu Hân Du chỉ cảm thấy ở bên tai mình có tiếng sét nổ vang, trong nháy mắt liền ngơ ngẩn cả người, cô ta ngồi xuống chỗ ngồi của mình theo bản năng, ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện ở trên bục giảng, ở bên tai vẫn luôn vang vẳng ba chữ, giáo sư Lâm, mà Vân Thanh Hằng đã nói. Vân Thanh Hằng nhìn thấy ở trong phòng học vẫn có không ít người nghi ngờ thân phận của Lâm Thanh Diện như cũ, liền hắng giọng một cái. Nói lớn, các vị bạn học, các vị giảng viên, người này chính là người mà trưởng khoa may mắn mời đến trường của chúng ta với tư cách là giáo sư thỉnh giảng, Lâm Thanh Diện, anh Lâm. Tiết học này sẽ do anh Lâm giảng dạy cho mọi người, hy vọng là mọi người có thể có thái độ nhiệt tình và nghiêm túc đến nghe bài giảng của anh Lâm. Nói xong, Vân Thanh Hằng liền tranh thủ ngồi xuống một vị trí trống ở trên hàng đầu tiên. Anh ta, anh ta thật sự chính là giáo sư thỉnh giảng mà trường học đã mời tới ư? Làm sao có thể được chứ, anh ta chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, hơn nữa. Hơn nữa còn là được bao nuôi, chẳng lẽ thật sự tớ đã hiểu lầm anh ta sao? Siêu hân dù cảm thấy như là mình đã làm sai cái gì đó, quan niệm định kiến của bản thân đã sinh ra quá nhiều hiểu lầm với Lâm Thanh Diện. Sau khi xác định Lâm Thanh Diện chính là giáo sư thỉnh giảng do trưởng khoa đã mời tới, trong lòng của một đám học sinh đều cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ đến người trông có vẻ lớn hơn bọn họ có mấy tuổi, Vậy mà thật sự chính là giáo sư thỉnh giảng do trường học đã mời tới. Mã Tuấn Tài nhìn thấy phản ứng của bọn họ, nụ cười lạnh ở trên mặt càng sâu hơn, xem ra nhận thức của mọi người đều giống nhau, người mới độ tuổi này có tư cách gì mà làm giáo sư thỉnh giảng. Chờ một lát nữa nếu như Lâm Thanh Diện giảng bài không có nội dung thực tế, vậy thì anh ta sẽ đi khiếu nại với trưởng khoa, đề nghị trưởng khoa phải rút chức danh giáo sư thỉnh giảng của Lâm Thanh Diện mới được. Rất nhanh, chuông vào học liền vang lên. Tất cả mọi người đều yên lặng trở lại, chờ đợi Lâm Thanh Diện bắt đầu giảng bài. Lâm Thanh Diện dừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười với tất cả mọi người, lên tiếng nói: "Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Thanh Diện, rất vinh hạnh có thể có cơ hội để đến đây dạy học." Đầu tiên là anh tự giới thiệu đơn giản một chút, sau đó liền dựa theo suy nghĩ ở trong đầu của mình, dùng phương thức hài hước để hòa nhập vào trong nội dung quan trọng của bài học này. Trong cái nhìn của Lâm Thanh Diện, cho dù là giảng bài hay là diễn thuyết, mục đích quan trọng nhất là phải để cho người nghe có thể nghe tiếp, cho nên trong lúc này cần phải có rất nhiều kỹ thuật, chỉ cần nắm giữ được những kỹ thuật này là có thể nhẹ nhàng để cho những người ở phía dưới tập trung lực chú ý, lắng nghe anh đang giảng cái gì. Không có học sinh học không hiểu, chỉ có giáo viên giảng bài không hay. Làm người nắm giữ nhà họ Lâm, Lâm Thanh diện đối với những kỹ thuật này đã sớm thuộc nằm lòng rồi, nếu như không để cho người ta biết được năng lực ăn nói của anh chỉ sợ là gia chủ nhà họ Lâm đã thay người từ lâu. Tiết học đầu tiên của anh chủ yếu là nói về những điểm sơ lược về di tích lịch sử, anh dựa theo dòng thời gian, nói khái quát về vai trò chính của di tích lịch sử đối với những năm tháng lịch sử lâu dài, giữa chừng sẽ nói đùa một chút, làm cho những người đang nghe giảng bài đều cười ha ha. Anh đưa những hiểu biết của mình đối với văn vật đồ cổ sen kẽ vào trong nội dung giảng dạy của mình một cách hoàn mỹ, trong lúc này anh còn giới thiệu cho mọi người rất nhiều những văn vật thú vị mà trong sách không được đề cập tới, cùng với những câu chuyện liên quan đến những văn vật này. Không chỉ có học sinh bị nội dung giảng dạy của Lâm Thanh Diện hấp dẫn, mấy người giảng viên ở đây cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, không muốn bỏ qua bất cứ một chữ nào mà Lâm Thanh Diện nói ra. Mặc dù là những giảng viên ở đây đều là người của Viện Lịch Sử, đều tự nhận là mình có hiểu biết rất sâu sắc đối với lịch sử, bọn họ đến đây cũng là vì để xem trò cười của Lâm Thanh Diện, nhưng mà bây giờ nghe thấy Lâm Thanh Diện giảng bài, bọn họ mới đột nhiên ý thức được sự hiểu biết đối với lịch sử và văn vật của bọn họ chỉ dừng ở một mức độ mà thôi, mà những những câu chuyện cổ và văn vật Lâm Thanh Diện đã nói tới, bọn họ đều chưa từng nghe nói, tất cả mọi người đều bị nội dung giảng dạy của Lâm Thanh Diện làm cho rung động. Mã Tuấn Tài ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện đang đứng ở trên bục giảng thoải mái hào phóng giảng bài, cảm nhận ở trong lòng cũng giống như những người giảng viên khác. Anh ta chưa từng nghe qua bài giảng liên quan đến lịch sử lại sinh động như vậy, trong cảm nhận của anh ta, cho dù là trưởng khoa tự mình đến đây giảng dạy, chỉ sợ là cũng không có cách nào giảng được tới trình độ gần như hoàn mỹ giống Lâm Thanh Diện. Mấy vấn đề hóc búa mà anh ta chuẩn bị hồi đầu dự định hỏi Lâm Thanh Diện trong lớp học, làm cho Lâm Thanh Diện khó xử, anh ta thấy mấy câu hỏi này của anh ta có trình độ cực kỳ cao, nếu như danh xương giáo sư thỉnh giảng này của Lâm Thanh Diện là ảo, vậy thì tuyệt đối không thể nào trả lời được. Mà sau khi nhận thấy Lâm Thanh Diện giảng bài, lại nhìn vào mấy câu hỏi mà anh ta đã chuẩn bị, quả thật giống như là câu hỏi được nói ra từ trong miệng của học sinh tiểu học. Loại cảm giác này khiến cho Mã Tuấn Tài xấu hổ vô cùng, lúc trước anh ta còn cảm thấy Lâm Thanh Diện là một người trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi đến đây làm giáo sư thỉnh giảng, đó là một chuyện rất buồn cười, diễu cợt Lâm Thanh Diện rất nhiều lần. Bây giờ xem ra, anh ta mới là người buồn cười nhất. Chương 538, bóng người. Chương trình học đại học, một tiết kéo dài gần 2 tiếng sau đó sẽ được nghỉ ngơi giữa giờ 10 phút. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện lên lớp nên đã quên mất được nghỉ giữa giờ, anh giảng một lèo cho đến lúc chuông tan học reo lên mới ngừng lại. Trong lúc này cũng không có ai muốn đi vệ sinh mà cắt đứt bài giảng của Lâm Thanh Diện, bọn họ nghe quá nhập tâm đến mức hoàn toàn quên cả mất thời gian, những người muốn đi vệ sinh cũng đều chủ động kìm nén lại bọn họ giống như đang được xem một bộ phim đặc sắc nên cho dù phải nhịn tiểu cũng bằng lòng. Bài giảng của Lâm Thanh Diện quá mức thú vị, tất cả mọi người đều đắm chìm trong không khí anh giảng bài, hoàn toàn không có cảm giác được trong lúc bất chi bất giác đã qua gần 2 giờ. Lúc chuông tan học vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy có một cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, không ít người muốn Lâm Thanh Diện giảng tiếp, tình huống đã tan học nhưng không muốn giảng viên dừng lại như thế này ở trường đại học vẫn là tương đối hiếm thấy. Lúc này hai người Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm đều trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diệt, mặc dù cả hai người đều ấn tượng với bài giảng của Lâm Thanh Diệt nhưng cảm xúc của hai người lại khác nhau rất lớn. Sự sùng bái của Lưu Hiểu Hàm đối với Lâm Thanh Diệt đã không thể nào diễn tả bằng lời được nữa, cô ta không ngờ Lâm Thanh Diện không chỉ có thân thủ tốt, nhân mạch khổng lồ, mà giảng bài lại hấp dẫn như vậy chỉ qua nội dung của một bài giảng này của Lâm Thanh Diện liền có thể nhìn ra, lượng kiến thức trong đầu Lâm Thanh Diện đã uyên bác đến mức phải kinh ngạc. Một người đàn ông có thực lực, có ca tính, có tri thức lại lịch lãm lấy giúp người làm niềm vui như thế này, ở trong mắt một cô gái đang trong tuổi vị thành niên như Lưu Hiểu Hàm thực sự chính là đối tượng theo đuổi hoàn hảo. Cộng thêm bây giờ Lâm Thanh Diện đang sống cùng trong một nhà trọ với bọn cô, trong đầu cô thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng ra một số tình tiết thường xuyên xuất hiện trong phim truyền có chung suy nghĩ này còn có cả Vân Thanh Hằng, hơn nữa ảo tưởng của Vân Thanh Hằng đối với Lâm Thanh Diện còn nghiêm trọng hơn, một mối tình thầy trò yêu nhau kinh tâm động phách đã hình thành ở trong đầu cô ta, thậm chí cô ta còn có xúc động muốn cầm bút lên viết một cuốn tiểu thuyết nữa. Còn Diêu Hân dù lúc này trong lòng lại tràn đầy hối hận, cô ta biết mình đã thật sự hiểu lầm Lâm Thanh Diện, anh đã dùng học thức chứng minh thân phận giáo sư thỉnh giảng của mình với cô ta, hoàn toàn không có chút giả dối nào nếu như trình độ này của anh mà còn không làm được giáo sư thỉnh giảng vậy thì không ai có tư cách tới làm giáo sư thỉnh giảng được nữa. Mà Lâm Thanh Diện có tài học như thế sao có thể là mấy tên mặt trắng được người khác bao nuôi được, anh chỉ cần tùy tiện lấy ra chút kiến thức viết thành sách, chỉ sợ vài phút sau đã bán hết rồi. Bây giờ thậm chí Diêu Hân Du lại cảm thấy nghi ngờ Bạch Phú Mỹ ngày đó là bởi vì mê luyến tài học của Lâm Thanh Diện nên chủ động chạy tới theo đuổi người ta. Trong lòng cô ta vô cùng hối hận, Hối hận mình đã tạo nên hiểu lầm lớn như thế với Lâm Thanh Diện, nên bây giờ cô có muốn Lâm Thanh Diện tha thứ cho mình cũng không biết nên làm thế nào. Các giáo sư ngồi ở trong phòng học đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện với vẻ mặt tràn đầy bội phục, cùng là người giảng bài thành thạo nhưng bọn họ cũng tự nhận là mình không thể nào làm được tới mức này giống như Lâm Thanh Diện, khí chất lúc Lâm Thanh Diện đứng ở trên bục giảng giống như là trời sinh đã làm giáo sư, cho dù anh nói cái gì thì đều cho người ta một loại cảm giác rất dễ tiếp thu. Khó trách trưởng khoa lại phá lệ mời một vị giáo sư thỉnh giảng đến trường học, quả thực mời Lâm Thanh Diện là vô cùng đúng đắn, nếu đổi lại bọn họ làm trưởng khoa thì chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua một nhân tài như vậy. Một vị giáo sư nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện một lúc lâu, sau đó giơ tay lên vỗ tay với Lâm Thanh Diện. Mọi người xung quanh thấy thế, cũng lập tức bắt đầu vỗ tay theo, trong lúc nhất thời trong phòng học đều là tiếng vỗ tay huyên náo. Mã Tuấn Tài mặt xám như cho ngồi ở chỗ ngồi bên trên. Giờ phút này anh ta mới hiểu được vì sao Vân Thanh hằng lại thân cận với vị giáo sư Thỉnh giảng này như vậy, thì ra người ta thật sự vốn liếng đủ để hấp dẫn người khác. Mà anh ta cũng rất rõ ràng trình độ của mình, nếu anh ta muốn đạt được trình độ như Lâm Thanh Diện chỉ sợ thêm 20 năm nữa cũng không đủ, mà cùng lắm Lâm Thanh Diện cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, đàn ông như vậy có cô bé nào không thích chứ. Anh ta cảm thấy thất bại sâu sắc. Mới chỉ nghe Lâm Thanh Diện giảng một tiết mà đã khiến anh ta hiểu được sự chênh lệch giữa mình và Lâm Thanh Diện ở mức nào rồi, cái cảm giác này khiến cho người ta tuyệt vọng không muốn có ý chí chiến đấu nữa rồi. Ngay lúc Mã Tuấn Tài đang thất thần, giọng nói của Lâm Thanh Diện lại vang lên ngay bên tai anh ta, "Thầy Mã, nghe nói trước đó thầy có rất nhiều ý kiến với tôi, không biết sau khi nghe tôi giảng một tiết này thấy có còn giữ ý kiến trước đó nữa không?" Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Mã Tuấn Tài. Có không ít người trong số đó đều biết trước đó Mã Tuấn Tài không hài lòng với Lâm Thanh Diện còn nói xấu Lâm Thanh Diện rất nhiều nữa, bây giờ sau khi nghe một tiết này của Lâm Thanh Diện bọn họ lại quay lại xem thường Mã Tuấn Tài. Mã Tuấn Tài chỉ cảm thấy thân thể của mình hơi run run, sau đó anh ta ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Lâm Thanh Diện, đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Giáo sư Lâm, trước đó là ánh mắt mắt tôi hạn hẹp tự cho mình là đúng nên mới nói rất nhiều lời làm tổn hại tới thanh danh của thầy. Đây cũng là bởi vì trình độ của tôi quá thấp nên dẫn đến tầm nhìn quá hạn hẹp. Bây giờ tôi xin lỗi thầy ở trước mặt tất cả mọi người, hy vọng thầy có thể tha thứ cho sai lầm trước đó của tôi, sau này tôi nhất định sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa." Mã Tuấn Tài thành khẩn nói lời xin lỗi. Thấy Mã Tuấn Tài xin lỗi mình, Lâm Thanh Diện cũng không có ý định tiếp tục so đo với anh ta nữa, dù sao anh ta cũng là giảng viên trong trường nếu như bị mất mặt ở ngay trước nhiều sinh viên như vậy thì sau này cũng khó có thể lăn lộn ở trong trường học được nữa. Thầy mã khách sáo rồi, sau này đừng trông mặt mà bắt hình rong nữa là được. Lâm Thanh Diện mở miệng. Mã Tuấn Tài vội vàng gật đầu, nói thụ giáo. Một đám sinh viên đều nhao nhao khen ngợi Lâm Thanh Diện phong độ, có không ít sinh viên thậm chí còn lộ ra cặp mắt đào hoa, tràn đầy sùng bái đối với vị giáo sư thỉnh giảng chỉ mơi hơn 20 tuổi này. Bài học hôm nay đến đây thôi, Cảm ơn mọi người đã tới nghe bài giảng của tôi, hẹn gặp lại vào cuối tuần." Lâm Thanh Diện mở miệng nói một câu, tiếp theo liền muốn đi xuống khỏi bục giảng. Một đám sinh viên lập tức vây Lâm Thanh Diện lại, tất cả đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn Lâm Thanh Diện, có người muốn xin Zalo của Lâm Thanh Diện, có người muốn Lâm Thanh Diện ký tên, thậm chí còn có người hỏi Lâm Thanh Diện đang sống ở chỗ nào. Lâm Thanh Diện nhìn đám sinh viên, nhiệt tình, trước mắt lập tức cảm thấy hơi nhức đầu anh cũng chưa từng có kinh nghiệm ứng phó với tình huống này. Cũng may Vân Thanh Hằng kịp thời chạy tới giải vây thay anh nên anh mới không bị những sinh viên nhiệt tình này ăn thịt mất. Anh bước ra khỏi phòng học, lúc này Diêu Hân Du mang theo vẻ mặt hổ thẹn đi tới trước mặt Lâm Thanh Diệt, hơi nhăn nhó nhìn Lâm Thanh Diệt một chút, mở miệng nói, "Lâm Thanh Diệt, trước kia tôi đã trách oan anh, không biết anh có thể tha thứ cho tôi không?" Lúc Diêu Hân Du đang nói lời xin lỗi với Lâm Thanh Diệt, ánh mắt lâm thanh diện chợt bắt gặp một bóng người đi ngang qua hành lang gần đó anh không nói hai lời liền đẩy diêu hân du ra nhanh chóng chạy về phía đó bóng người vừa đi ngang qua cửa phòng học kia chính là hứa bích hoài người mà lâm thanh diện vô số lần ngày nhớ đêm mong lâm thanh diện có thể chắc chắn anh không hề hoa mắt người kia đúng là hứa bích hoài cho nên anh mới có thể không chút do dự đẩy diêu hân du ra lao ra bên ngoài tìm lâu như vậy cuối cùng tìm được rồi Chương 539, cuối cùng tìm được em. Siêu Hân dù bị Lâm Thanh Diện đẩy một cái, người lão đảo suýt nữa ngã xuống đất. Cô ta lúng túng nhìn Lâm Thanh Diện chạy nhanh ra ngoài, nhất thời cảm thấy vô cùng uất ức. Cho dù anh không muốn tha thứ, cũng đâu cần đẩy mình ra luôn như vậy chứ. Hơn nữa anh còn chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ mình lại chọc cho anh thấy phiền như vậy sao? Hừ, anh giảng bài hay thì thế nào, còn chẳng phải là một người bụng dạ hẹp hòi. Tự nhiên lại thù dai như vậy. Mình vốn còn muốn thật lòng xin lỗi anh, nhưng bây giờ xem ra có quỷ mới muốn qua xin lỗi anh. Trong lòng Diêu Hân Du vốn cảm thấy uất ức, về sau lại biến thành tức giận, trên mặt quả thật không khỏi mất mát. Trong hành lang, sau khi Lâm Thanh Diện xông ra ngoài, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Hứa Bích Hoài vừa đi, bóng lưng quen thuộc kia làm cơ thể anh bất giác khẽ run rẩy. Hóa ra Hứa Bích Hoài thật sự ở đây, hơn nữa không xảy ra chuyện gì. Thần Kinh Lâm thanh diện căng thẳng lâu như vậy, cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Anh đứng lặng mất mất giây, sau đó mới hít sâu một hơi và nhìn về phía bóng dáng kia, gọi một câu, "Bích Hoài." Trên mặt anh đầy vẻ mong chờ, mong giây phút hứa Bích Hoài dừng lại và xoay người đối diện với anh. Anh tin tưởng lúc hứa Bích Hoài xoay người, anh nhất định sẽ nhanh chóng xông tới, ôm người đã khiến mình ngày nhớ đêm mong lâu như vậy vào trong lòng. Nhưng cảnh tượng trong sự chờ mong của anh lại không hề xuất hiện bóng dáng xinh đẹp đi ở phía trước kia chỉ hơi dừng lại một lát sau đó tiếp tục đi về phía trước tâm trạng của lâm thanh diện vốn đang kích động lập tức nguội lạnh anh chẳng thể ngờ được sau khi hứa bích hoài nghe được tiếng anh gọi lại chỉ dừng lại một chút sau đó vẫn đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra anh và hứa bích hoài ở chung lâu như vậy đã sớm tương đối hiểu rõ tất cả về nhau lâm thanh diện có thể chỉ dựa vào một bóng lưng liền kết luận người kia là hứa bích hoài cô chắc chắn cũng có thể chỉ dựa vào một giọng nói liền biết người gọi cô là ai. Mỗi chi tiết của bóng dáng đang đi phía trước kia đều đang chứng minh với Lâm Thanh Diện, đó chính là người vợ mất tích rất lâu của anh, tuyệt đối không thể sai được. Lâm Thanh Diện cũng không tin người phía trước kia chỉ giống hứa bích hoài thôi. Hai người có thể có gương mặt tương tự, thậm chí giống nhau như đúc, nhưng khí chất và thói quen là do lâu ngày tạo thành thì căn bản không thể giống hệt nhau được nhưng chính người được Lâm Thanh Diện nhận định là hứa Bích Hoài nghe tiếng anh gọi xong, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào, dường như còn cảm thấy giọng nói kia không phải đang gọi cô vậy. Có chuyện gì thế? Trong lòng Lâm Thanh Diện lập tức hiện ra rất nhiều nghi ngờ. Anh không rõ vấn đề nằm ở đâu. Theo lý thuyết, sau khi hứa Bích Hoài gặp được anh thì nhất định sẽ lập tức chạy tới. Hơn nữa, điều khiến cho anh nghĩ không ra là hứa Bích Hoài bình yên vô sự ở thành phố T lại chưa từng liên lạc với anh đây là chỗ làm người ta nghi ngờ. Anh biết hứa Bích Hoài tuyệt đối không thể mất tích một cách vô duyên vô cớ được. Hơn nữa trong khoảng thời gian cô mất tích chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, mới làm cho hứa Bích Hoài trước sau không chủ động liên lạc với anh. Về phần cụ thể là chuyện gì xảy ra, bây giờ sợ rằng cũng chỉ có thể để hứa Bích Hoài tự mình tới giải thích. Trong đầu Lâm Thanh Diện xuất hiện rất nhiều khả năng, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, tóm lại hứa bích hoài hoàn toàn không gặp anh vẫn làm cho Lâm Thanh Diện có chút mất mát. Anh không do dự nữa, vội vàng đuổi theo hứa bích hoài và ngăn cản ở trước mặt cô. Bích hoài, sao em không để ý tới anh? Anh đã tìm em rất lâu, còn tưởng em đã xảy ra chuyện nữa. Em không sao là tốt rồi, chỉ là anh không biết em đã gặp phải chuyện gì. Em có thể nói cho anh biết trong thời gian qua em sống thế nào không? Lâm Thanh Diện có chút hốt hoảng nói. Lúc này cô gái đi cùng với Hứa Bích Hoài chắn ở trước mặt Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện đầy vẻ cảnh giác, lạnh lùng nói: "Anh là ai vậy? Anh muốn làm gì? Anh nhanh tránh xa một chút cho tôi, đừng mơ có ý đồ với cô chủ nhà tôi." Lúc này Lâm Thanh Diện mới để ý tới bên cạnh Hứa Bích Hoài còn có một cô gái khác. Hơn nữa nghe cô gái này nói vậy, Lâm Thanh Diện không khỏi nhíu mày, "Cô chủ nhà cô à? Cô ấy là vợ tôi, sao lại thành cô chủ nhà cô được?" Cô gái nghe được lời này của Lâm Thanh Diện, trên mặt lập tức thoáng lộ vẻ chán ghét, giơ tay đẩy Lâm Thanh Diện một cái và kêu lên, sao anh không biết xấu hổ, tự nhiên dám bất kính với cô chủ nhà chúng tôi thế. Anh là tên nghèo hèn ở đâu xuất hiện, còn bảo cô chủ nhà chúng tôi là vợ anh nữa, anh cũng xứng sao. Lâm Thanh Diện lập tức nóng lên, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh liếc nhìn hứa bích hoài đứng phía sau cô gái, phát hiện lúc này cô đang ngơ ngác nhìn mình và nhíu mày, dường như đang cố gắng suy nghĩ điều gì hơn nữa điều làm lâm thanh diện thấy hơi khó chịu chính là trong ánh mắt hứa bích hoài nhìn anh đầy xa lạ cho dù lâm thanh diện chắc chắn người trước mắt chính là vợ mình nhưng trong đó hình như đã xảy ra một vài thay đổi mà anh không đoán được bích hoài em sao vậy sao em lại nhìn anh với ánh mắt như thế anh là lâm thanh diện đây lẽ nào em không nhận ra sao đôi mắt lâm thanh diện nhìn chằm chằm vào lâm thanh diện và mở miệng hỏi sao anh không biết xấu hổ vậy? Anh đừng gọi cô chủ nhà chúng tôi buồn luôn như vậy. Cô chủ nhà chúng tôi không quen biết anh, anh mau cút đi cho tôi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo đấy. Cô gái chắn ở trước mặt hứa Bích Hoài lại kêu lên với Lâm Thanh Diệt. Mãi đến lúc này hứa Bích Hoài mới lấy lại tinh thần. Cô kéo áo của cô gái kia, dịu dàng nói, hổ phách, em đừng nói người ta như vậy. Có thể anh ta nhận nhầm người thôi. Vừa rồi, trong nháy mắt khi Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diệt, trong đầu lại cảm thấy đau đớn. Cô cảm giác dường như mình đã từng gặp qua người đàn ông trước mắt này, sâu trong đầu dường như cũng có chút ký ức muốn mở ra vì sự xuất hiện của người đàn ông này. Nhưng cô đứng tại chỗ cố gắng suy nghĩ rất lâu, trong đầu vẫn không thể xuất hiện bất kỳ ký ức nào. Chỉ là người đàn ông trước mắt này cho cô chút cảm giác quen thuộc, còn lại chỉ hoàn toàn mờ nhạt. Từ sau khi cô tỉnh lại đã xuất hiện không ít tình huống như vậy sau khi nhìn thấy một vài thứ trong đầu sẽ tự nhiên sinh ra phản ứng như thế lần này là lần mà cô có phản ứng mạnh nhất bởi vì có kinh nghiệm trước đây nên hứa bích hoài cho rằng người đàn ông trước mắt này có thể chỉ hơi giống với người mà mình quen biết trước kia cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy cô thật sự không nghĩ ra người đàn ông này rốt cuộc là ai hơn nữa sau khi cô tỉnh lại không ít người nhà họ tô rót cho cô rất nhiều ký ức của cô trước kia trong nhận thức của cô trước kia cô chưa từng lấy chồng cho nên tưởng Lâm Thanh Diện cũng nhận nhầm người. Hổ phách nghe hứa Bích Hoài nói vậy thì lập tức phản bác, cô chủ, tính tình cô quá hiền lành rồi. Chúng ta còn gặp phải ít người như vậy sao? Anh ta đâu phải nhận nhầm người. Anh ta rõ ràng lại muốn nhân cơ hội chiếm lợi của cô thôi. Hổ phách này là người hầu bên cạnh hứa Bích Hoài. Cho dù hứa Bích Hoài là cô chủ, nhưng trong thời gian dài, người hầu này thường biểu hiện mạnh mẽ hơn cô rất nhiều hổ phách có rất nhiều lần không để ý tới sự phản đối của hứa Bích Hoài mà đưa ra quyết định luôn. Bích Hoài, em, em thật sự không nhận ra anh sao? Lâm Thanh Diện nhìn hứa Bích Hoài đầy xa lạ, giọng nói cũng hơi run rẩy. Bích Hoài chó má gì chứ? Cô ấy là cô cả nhà họ Tô, Tô Tâm Nhu. Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang giả ngốc, nhanh cút đi, nếu không tôi gọi người nhà họ Tô qua bây giờ. Đến lúc đó anh sẽ chẳng có trái cây ngon mà ăn đâu hổ phách lại hung hăng kêu lên với Lâm Thanh Diện một câu. Nghe được hổ phách nói vậy, cơ thể Lâm Thanh Diện lập tức cứng đờ, kinh ngạc nhìn hứa bích hoài với vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong lòng như có sóng lớn trào dâng. Cô cả nhà họ tô, tô tâm nhu. Sao có thể như vậy được? Sao hứa bích hoài lại biến thành cô cả nhà họ tô? Nhớ ngày đó Lưu Bang vẫn muốn giới thiệu cô cả nhà họ tô cho Lâm Thanh Diện, anh lại có cảm giác thật hoang đường. Sao vợ mình lại biến thành cô cả nhà họ tô? cô rõ ràng là chủ tịch nhà họ hứa mới đúng trong này nhất định là có hiểu lầm gì rồi cô ấy là vợ tôi hứa bích hoài tôi đã tìm cô ấy rất lâu rồi tuyệt đối không thể nhận sai được bích hoài em về với anh đi anh muốn biết trong thời gian này em rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì lâm thanh diện nhìn hứa bích hoài đầy vẻ kích động giơ tay ra định nắm lấy hứa bích hoài hổ phách thấy thế vội vàng che chở cho hứa bích hoài ở phía sau lùi lại mấy bước là lớn với mọi người xung quanh, mọi người mau đến xem đi. Kẻ không biết xấu hổ này tự nhiên ở đây bịa đặt lung tung, nói cô chủ của chúng tôi là vợ của anh ta. Anh ta cũng không đái ra một bãi nước tiểu, tự soi lại chính mình xem có tư cách gì mà nói ra lời như vậy. Tôi nghe nói có không ít kẻ lừa bán người trước kia đều dùng loại mánh khóe này. Không chừng người này là trà trộn vào để lừa bán người đấy. Các người nhanh tới bắt người này đi. Hổ phách vừa kêu lên như vậy, mọi người xung quanh lập tức bu lại. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ khinh thường, bàn tán xôn xao. Đó không phải là cô cả nhà họ Tô à? Sao tự nhiên có người dám nói cô cả nhà họ Tô là vợ của hắn? Lá gan này cũng quá lớn đi. Tôi ngất, thời buổi này đúng là loại người nào cũng có, còn có kẻ muốn dùng cách này để ăn vạ cô cả nhà họ Tô à? Đáng tiếc hắn cũng không nhìn xem nhà họ Tô ở thành phố T là tồn tại thế nào. Người dám làm thế, sợ rằng cuối cùng đều chết rất thảm. Mẹ nó, đúng là không biết xấu hổ, lời như vậy cũng nói ra. Nếu cô chủ nhà họ Tô người ta cưới thật thì nhất định phải là một tin tức lớn. Hơn nữa nhân vật như người ta làm sao có thể lấy một người bình thường như vậy được. Lúc này, những người mới nghe giảng bài trong giảng đường đã đi ra, nghe mọi người xung quanh nói ở đây xảy ra chuyện gì, ai nấy đều trợn tròn mắt bọn họ không ngờ vị giáo sư thỉnh giảng có trình độ cao hiếm thấy này lại tự nhiên nói cô cả nhà họ Tô là vợ anh ta ngay trước mặt mọi người. Điều đó có phần không hợp với khí chất đĩnh đạc của Lâm Thanh Diện khi ở trong giảng đường vừa rồi. Những người không biết thân phận của Lâm Thanh Diện lại thuần túy cho rằng anh là kẻ thần kinh. Lưu Hiểu Hàm cũng nhìn Lâm Thanh Diện đầy vẻ khó hiểu, không nghĩ ra tại sao Lâm Thanh Diện phải làm loại chuyện tự phá hỏng danh tiếng của mình như vậy. Siêu Hân dù lại lộ vẻ xem thường trong lòng đã không còn chút hổ thẹn nào nữa. Cô chủ, chúng ta đi thôi, quả thật không thể nói lý với người này nữa rồi. Quay về, em sẽ nói chuyện này với ông chủ, để ông chủ trừng trị anh ta. Hổ phách quay đầu nói với hứa bích hoài một câu, sau lại lôi cô đi về phía hướng khác. Chỉ là, hứa bích hoài theo bản năng có chút chống cự, cô cảm giác, có lẽ người này là người quan trọng để cô tìm lại ký ức của mình. Ôi, không nhưng nhị gì cả nữa, cô chủ, đi nhanh lên đi. Hổ Phách không hề cho Hứa Bích Hoài có cơ hội. Lâm Thanh Diện muốn xông lên giữ Hứa Bích Hoài lại, nhưng lúc này mọi người xung quanh lập tức tiến tới, chặn Lâm Thanh Diện lại. Anh thật sự tưởng trường chúng tôi là nơi có thể tùy tiện dương oai sao? Không ít nam sinh đều căm phẫn nói. Lâm Thanh Diện dừng lại, anh quay đầu nhìn về phía Hứa Bích Hoài đối diện, chỉ có thể cảm nhận được chút xa lạ và bất lực trong ánh mắt của đối phương. Chương 540, chỉ là chuyên một câu nói mà thôi trong căn hộ lâm thanh diện ngồi đờ người bên giường đồng thời đã duy trì tư thế này suốt cả một buổi chiều trong đầu anh vẫn luôn nhớ lại tất cả cảnh tượng gặp được hứa bích hoài ở đại học phú đán hôm nay và ánh mắt xạ lạ của cô khi nhìn anh lúc đó hồ phách dẫn theo hứa bích hoài rời đi lâm thanh diện cũng không đuổi theo nữa từ trong ánh mắt của hứa bích hoài anh đã đoán được bây giờ cô quả thật không nhận ra mình hơn nữa hứa bích hoài còn có một thân phận mới và tên mới Cô cả nhà họ Tô, Tô Tâm Nhu. Đủ loại nguyên nhân làm Lâm Thanh Diện không cứng rắn dẫn hứa Bích Hoài đi ngay lúc đó. Dù sao bây giờ anh đã có tin tức về hứa Bích Hoài, muốn lại tìm được cô thì không có gì khó cả. Việc cấp bách là làm rõ xem rốt cuộc hứa Bích Hoài đã trải qua chuyện gì. Trong đó có thể đoán được một điểm là sau vụ tai nạn giao thông, hứa Bích Hoài có thể xuất hiện tình trạng mất trí nhớ, điều này mới dẫn đến chuyện cô nhìn thấy mình lại có vẻ xa lạ như vậy, dường như căn bản không biết mình. Còn nữa, Lâm Thanh Diện đoán rất có thể nhà họ Tô thật sự là người nhà của hứa Bích Hoài. Hứa Quốc Hoa cho Lâm Thanh Diện manh mối chỉ về phía thành phố T. Sau khi Lâm Thanh Diện tới đây, đã thật sự gặp được hứa Bích Hoài. Mà hứa Bích Hoài còn trở thành cô cả nhà họ Tô. Sâu chuỗi những chuyện này lại, quả thật làm người ta dễ nghĩ đến nhất chính là điểm này. Lâm Thanh Diện không quan tâm tới thân phận của hứa Bích Hoài bất kể cô là người nhà họ Hứa hay nhà họ Tô, đối với Lâm Thanh Diện, chỉ cần Hứa Bích Hoài còn là người vợ yêu kia của anh thì những điều này đều không quan trọng. Từ lúc biết Hứa Bích Hoài không phải là con gái ruột của Hứa Quốc Hoa và Tống Huyền Khanh, Lâm Thanh Diện đã có suy nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, điều khiến Lâm Thanh Diện không biết phải làm sao chính là Hứa Bích Hoài rất có khả năng đã mất trí nhớ, hơn nữa không biết mất trí nhớ đến mức nào. Nếu là mất trí nhớ ngắn hạn, Lâm Thanh Diện còn có thể tiếp nhận được nếu mất trí nhớ lâu dài hứa bích hoài vẫn mãi không nhớ nổi lâm thanh diện là ai vậy căn bản không khác gì đã chết lâm thanh diện cảm giác mình không thể tiếp nhận được kết quả này cho nên vẫn luôn ngồi đờ người bên giường lâu như vậy chuông điện thoại reo lên kéo mạch suy nghĩ của lâm thanh diện trở lại anh cầm điện thoại di động lên thấy là thư hân gọi tới thiếu chủ chúng tôi phát hiện ra tung tích của người ngài muốn tìm rồi bởi vì lúc trước không suy nghĩ tới phương diện đó dẫn đến chúng tôi đã quên mất một vài khả năng. Hôm nay, khi tôi đối chiếu ảnh chụp mới phát hiện ra người mà ngài muốn tìm đặc biệt trùng khớp với cô cả nhà họ Tô, Tô Tâm Nhu. Cậu chủ, ngài có muốn tới chỗ tôi không? Hân Nhi sẽ cố gắng nói kỹ với ngài về chuyện cô cả nhà họ Tô. Càng nói, giọng thư Hân càng dễ làm người ta thấy ngứa ngáy tê dại. Tôi biết rồi, Lâm Thanh Diện chỉ đơn giản trả lời một câu, sau đó liền cúp máy. Anh hít sâu một hơi, mục đích anh tới thành phố t là tìm kiếm hứa bích hoài bây giờ tìm được cô anh lại chẳng thể cao hứng nổi suy nghĩ một lúc lâu lâm thanh diện vẫn đứng dậy tính đi tới bên chỗ thư hân một chuyến cho dù anh đã biết cô cả nhà họ tô chính là hứa bích hoài nhưng anh không biết nhiều về nhà họ tô việc này còn cần phải tìm hiểu từ bên phía thư hân anh xuống dưới tầng phát hiện hai người lưu hiểu hàm và diêu hân du đều đang ngồi ở trong phòng khách lưu hiểu hàm thấy lâm thanh diện đi ra thì lập tức đứng lên quan tâm hỏi lâm thanh diện một câu lâm thanh diện anh không sao chứ hôm nay ở trường học tôi không sao lâm thanh diện trả lời một câu sau đó lại đi về phía cửa lưu hiểu hàm muốn hỏi lâm thanh diện đi làm gì nhưng nghĩ tới chuyện ở trường học hôm nay cô ta đành nuốt lại lời định nói chờ sau khi lâm thanh diện rời đi siêu hân du mới nói một câu đầy vẻ khinh thường tiểu hàm cậu đừng mơ mộng về người như thế nữa người ta chính là giáo sư thỉnh giảng tự cho rằng mình thanh cao mục tiêu của người ta chính là cô cả nhà họ tô hôm nay cậu không nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn cô cả nhà họ tô ở trường đâu lưu hiểu hàm thở dài hôm nay sau khi hết giờ học hiểu hàm tất nhiên có nhìn thấy được tiết mục sen giữa kia ngay cả cô ta cũng không ngờ lâm thanh diện sẽ bất lịch sự ở trước mặt nhiều người như vậy hơn nữa thật không ngờ anh ta rõ ràng là một giáo sư thỉnh giảng tự nhiên cũng biết dùng thủ đoạn thấp kém này Đi tới nói cô chủ nhà họ Tô người ta là vợ của anh ta. Đúng là quá vô sỉ, Siêu Hân Du tiếp tục phê phán Lâm Thanh Diện. Cho dù hôm nay ở trong giảng đường, Lâm Thanh Diện dùng thực lực chứng minh mình cũng không phải trai bao gì đó, làm Diêu Hân Du cảm giác mình hiểu nhầm Lâm Thanh Diện, trong lòng còn có chút xấu hổ. Nhưng lúc cô ta đi xin lỗi, Lâm Thanh Diện không ngờ lại đẩy cô ta ra. Điều này làm trong lòng cô ta tương đối khó chịu hơn nữa thấy hổ phách chỉ trích lâm thanh diện không biết xấu hổ khi nói cô cả nhà họ tô là vợ của anh ta điều này càng làm cho diêu hân dù có chút xem thường lâm thanh diện cho dù lâm thanh diện lại thật sự có tài sau khi làm ra loại chuyện mất mặt này cũng không có cách nào khiến cô ta coi trọng được trong này có lẽ có hiểu nhầm gì đó thôi lưu hiểu hàm có chút mất mát nói một câu hiểu nhầm à cậu đừng đùa nữa cậu còn không thấy rõ chuyện hôm nay sao Cô chủ nhà họ Tô người ta căn bản không quen biết anh ta. Cô bé kia còn nói thẳng là anh ta không biết xấu hổ. Anh ta rõ ràng là muốn dùng thủ đoạn thấp kém này để tiếp cận cô chủ nhà họ Tô người ta thôi. Hôm nay, lúc anh ta giảng bài, tôi còn tưởng rằng anh ta là một có người học vấn, nhưng bây giờ xem ra lại thô bỉ không chịu nổi. Cho dù anh ta là giáo sư thỉnh giảng của trường chúng ta thì thế nào, anh ta vẫn không xứng với cô chủ nhà họ Tô người ta. Siêu Hân Du càng nói càng kích động giống như nắm được nhược điểm của Lâm Thanh Diện vậy, dáng vẻ như muốn hung hăng chế diệu anh. Lưu Hiểu Hàm cũng không nghĩ ra được vì sao Lâm Thanh Diện lại làm thế. Sau khi thở dài, cô ta xoay người về phòng. Hừ, cô chủ nhà họ tô người ta chính là thân thể ngàn vàng. Anh chỉ là một giáo sư thỉnh giảng, lấy gì ra so với người ta chứ? Đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Siêu Hân Du nói nhỏ một câu, sau đó cũng về phòng ở tòa nhà Lam Khấu, trong phòng làm việc của Thư Hân. Sau khi Lâm Thanh Diện đẩy cửa bước vào, Thư Hân liền đi tới đón, đầy vẻ nhiệt tình. Hôm nay cô ta mặc một chiếc sườn xám màu tím, dáng người duyên dáng yểu điệu được phô bày ra hết, cách trang điểm mê người cũng khiến cho trên người cô ta toát lên vẻ hấp dẫn và quyến rũ vô cùng. Hai chữ báu vật miêu đã tả nhuần nguyễn giống như dành riêng cho cô ta vậy. Cậu chủ, cuối cùng ngài cũng đồng ý tới chỗ của Hân Nhi rồi. Hân Nhi nhớ ngài thật khổ. Thư Hân giơ tay, ôm lấy Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thấy thế, một tay liền ôm lấy thắt lưng của cô ta. Trong nháy mắt, Thư Hân tưởng trang phục của mình hôm nay đã thành công thu hút được Lâm Thanh Diện, cho nên anh mới tính làm gì đó với cô ta. Nhưng Thư Hân còn chưa kịp cao hứng, lại cảm giác cơ thể của mình mất đi cân bằng, đầu óc cảm giác trời đất quay cuồng, một tiếng hét chói tai vang lên trong văn phòng lâm thanh diện trực tiếp xem thư hân trở thành gậy kim cô xoay vài vòng trên không trung sau mới thả cô ta xuống đất thư hân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một lúc sau khi được lâm thanh diện thả ra trọng tâm vẫn chưa ổn định phải lùi lại mấy bước mới đứng vững được sau đó cô ta liền lộ vẻ uất ức mím môi nhìn lâm thanh diện chỉ thiếu nước khóc hòa cô ta làm sao đoán được lâm thanh diện tự nhiên lại đối xử với cô ta một người phụ nữ như hoa như ngọc yếu đuối đáng yêu động lòng người như vậy chứ cậu chủ này của cô ta thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Cho tới bây giờ, Thư Hân mới xem như đã lĩnh giáo được công lực trai thẳng của Lâm Thanh Diện. Cho dù là đào hạng sang ở thành phố T như cô ta cũng phải chấp nhận chịu thua. Lâm Thanh Diện đi thẳng đến trước bàn làm việc của Thư Hân và ngồi xuống. Cho dù Thư Hân uất ức nhưng cũng nhìn ra được Lâm Thanh Diện hình như không vui lắm nên dứt khoát điều chỉnh cảm xúc, sau đó đi nhanh tới bên cạnh anh cô ta có thể trở thành người quản lý quan lĩnh ở thành phố t tất nhiên biết rất rõ lúc nào nên đùa lúc nào không nên đùa dáng vẻ lâm thanh diện rõ ràng đang có tâm sự nặng nề nếu cô ta còn không biết điều mà đùa tiếp sợ rằng sẽ không chỉ đơn thuần là bị lâm thanh diện xem thành gậy kim cô quay vài cái lại xong đâu nói tất cả tin tức mà cô biết có liên quan tới cô cả nhà họ tô lâm thanh diện không nói thừa hỏi thẳng vào vấn đề chính thư hân cũng không do dự Mở miệng nói, cô cả nhà họ Tô mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người trong thời gian gần đây thôi. Lúc trước, không ai biết nhà họ Tô còn có một cô chủ như thế. Cô ta dường như đột nhiên xuất hiện vậy, chẳng qua không thể nghi ngờ thân phận của cô chủ này. Sau khi biết cô cả nhà họ Tô có phần trùng khớp với người anh muốn tìm, tôi đã đặc biệt phái người đi thăm dò một chút, phát hiện cô cả nhà họ Tô này dường như mới xảy ra chuyện, dẫn đến ký ức có vấn đề nhà họ tô từng tìm bác sĩ giỏi nhất thành phố tê tới khám bệnh cho cô cả nhà họ tô lâm thanh diện nghe đến đây trong lòng căng thẳng quả nhiên là cô mất trí nhớ nên mới xa lạ với anh như vậy gia chủ nhà họ tô tô thành hải rất yêu quý cô cả nhà họ tô này chăm sóc cô ta cũng cẩn thận có lẽ là muốn cô cả này thích ứng tốt hơn với hoàn cảnh nhà họ tô tô thành hải đăng ký cho cô ta rất nhiều chương trình học cô ta đi tới đại học phú đán để học quản trị kinh doanh trước mắt chúng tôi chỉ nắm giữ được những tin tức này về cô cả nhà họ Tô. Về phần cô ta từ đâu tới thì vẫn chưa điều tra ra được. Lâm Thanh Diện nghe Thư Hân nói xong liền khẽ gật đầu, trong lòng đại khái đã đoán được trước đây đã xảy ra chuyện gì đó mới dẫn đến hứa bích hoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó trời xui đất khiến đi tới thành phố T. Nhà họ Tô ở thành phố T có thực lực thế nào? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Bất kể hứa Bích Hoài có mất trí nhớ hay không, Lâm Thanh Diện cuối cùng vẫn muốn đưa cô đi. Nếu nhà họ Tô không gây khó dễ thì mọi chuyện còn dễ nói. Nếu nhà họ Tô cố ý muốn giữ hứa bích hoài lại, Lâm Thanh Diện tất nhiên không chịu. Cho nên bây giờ anh phải hiểu rõ tình hình nhà họ Tô để có một phán đoán đại khái về những chuyện cần làm sau đó. Ở thành phố T, nhà họ Tô thuộc về gia tộc đứng sát đầu nhất, thành phố T khác với kinh đô, nơi này là trung tâm kinh tế, thương mại phát triển tuy nhà họ tô chỉ là một gia tộc lớn ở thành phố tê nhưng thật ra bọn họ còn có bối cảnh là gia tộc hàng đầu trên thế giới thực lực có thể lấy ra được ở thành phố tê chẳng qua cũng chỉ là một phần mười nếu thật sự muốn tính toán thì nhà họ tô này vẫn tính là gia tộc có chút thực lực đại khái tương đương với gia tộc thượng quan mà ông chủ đã tiêu diệt vào thời gian trước lâm thanh diện khẽ gật đầu không ngờ nhà họ tô này còn có nội tình như vậy nếu phía sau lâm thanh diện chỉ có nhà họ lâm muốn cướp người từ trong tay nhà họ tô thì đúng là không phải một chuyện đơn giản. đương nhiên, sau lưng anh không phải chỉ có nhà họ lâm. nghĩ tới ba anh tiêu diệt nhà thượng quan còn chẳng trước mắt, làm thiếu chủ quan lĩnh lâm thanh diện tất nhiên cũng sẽ không để ý tới chút lực lượng như vậy của nhà họ tô. ở thành phố tê, nhà họ tô cũng không phải là mạnh nhất. nếu thật sự muốn nói tới gia tộc mạnh nhất, phải là nhà họ hàn. nhà họ hàn này đã tiến vào hàng ngũ gia tộc cao cấp nhất trên thế giới ở thành phố T rất khiêm tốn, giấu mình, mấy năm nay đã rất ít dính dáng vào những tranh đấu thương mại ở thành phố T. Cũng chỉ có những người có địa vị nhất định ở thành phố T mới có thể biết tới sự tồn tại của nhà họ Hàn. Điều đáng để nói nhất là nhà họ Hàn và nhà công tôn đã thân thiết mấy đời, hai nhà có quan hệ cực tốt. Năm đó ông cụ bị đuổi ra khỏi nhà công tôn lại không thiếu bóng dáng của nhà họ Hàn bỏ đá xuống giếng. Thư Hân làm người quản lý ở thành phố T, đã xem như là lãnh đạo cấp cao của quan lính, cũng sớm nghe được một vài chuyện của Lâm Trung Thiên. Dù sao chỉ có biết được những điều này thì cô ta mới rõ ai là kẻ địch mà mình cần phải đối phó. Lâm Thanh Diện nghe Thư Hân nói vậy thì lập tức hít mắt lại. Anh không ngờ ở thành phố T còn che giấu một gia tộc như vậy. Theo đó tính toán thì nhà họ Hàn này và ba cũng xem như có ân oán không nhỏ tập đoàn Lam Khấu này của cô cũng chỉ là công ty mỹ phẩm lớn nhất thành phố T. Tuy cô là đào hạng sang có giao thiệp rộng, nhưng nếu tôi muốn ra tay với nhà họ Hàn, cô có nắm chắc có thể trợ giúp tôi diệt được bọn họ. Lâm Thanh Diện suy nghĩ một chút về chuyện có thể xảy ra sau này, hỏi Thư Hân một câu. Thư Hân lập tức cong môi với vẻ trêu tức, sau đó dùng một giọng điệu tương đối tùy ý nói, tập đoàn Lam Khấu chỉ là một lớp ngụy trang, để người khác không đoán ra được thực lực của mình, cũng xem như là một loại át chủ bài chủ bài mà thôi. Ông chủ bảo tôi chịu trách nhiệm về thành phố T, tôi làm sao có thể chỉ nắm trong tay một công ty mỹ phẩm nhỏ bé chứ? Nếu cậu chủ muốn tiêu diệt nhà họ Hàn thì chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Chương 541, lừa dối. Biệt thự nhà họ Tô. Sau khi trở về nhà, trong đầu Hứa Bích Hoài chỉ hiện lên hình bóng của người mà mình nhìn thấy trong trường học, dường như khuôn mặt ấy đã khắc sâu trong đầu cô từ lâu rồi chỉ nhìn thoáng qua đã không tài nào xua đi được. Cô nhớ đến lúc người ấy gọi mình, cho dù có nhìn như thế nào thì trông người ấy cũng không giống như đang đóng kịch, cô có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc trong mắt người ấy. Nếu như người ấy thật sự muốn ăn vạ, thế có phải tài năng diễn xuất của người ấy cao quá rồi hay không? Mà điều khiến cô không hiểu nhất là lúc cô nhìn thấy người đàn ông ấy, không biết vì sao trong lòng lại sinh ra cảm giác quen thuộc. Lúc ấy thậm chí cô còn có kích động muốn ôm người đàn ông ấy nữa nếu như nói hành vi của người đàn ông ấy là do diễn kịch mà ra, thế thì cảm xúc trong lòng cô chắc chắn không phải giả. Chỉ có điều lúc ấy hổ phách hùng hổ chỉ trích anh ta, rồi sau đó lại kéo cô rời khỏi trường đại học phú đán, khiến cho cô không tài nào tìm được người đàn ông ấy để xác nhận. Sau khi quay trở về, Hứa Bích Hoài nghiền ngẫm cẩn thận chuyện này rồi mới thấy hơi tin tưởng rất có thể trước kia mất trí nhớ, quan hệ giữa mình và anh ta rất khang khít, chứ bằng không trong lòng cô sẽ chẳng nảy sinh cảm giác này. Bác sĩ nói với cô tiếp xúc với những thứ đồ mà cô quen thuộc khi trước có lợi cho việc khôi phục ký ức. Lúc nhìn thấy người đàn ông đó, rõ ràng cô cảm nhận được rằng một phần ký ức nào đó đã mất đi của cô đang hiện vệ. Nếu như mình tiếp xúc nhiều với anh ta, nói không chừng mình sẽ tìm lại được ký ức. Mặc dù Tô Thành Hải đối xử tốt với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy mình và ba có cảm giác xa lạ. Cả nhà họ Tô đều xa lạ với cô, bởi thế cô rất muốn tìm lại ký ức trong quá khứ của mình. Vào lúc hứa Bích Hoài thất thần, hổ phách bưng chén canh nóng vừa mới nấu xong đặt trên mặt bàn cô ơi đây là canh sâm vừa mới nấu xong cô nhân lúc còn nóng mà uống đi hổ phách nói hứa bích hoài nhìn hổ phách rồi nói hổ phách bây giờ tôi vẫn cảm thấy người đàn ông mà mình gặp trong trường phú đán hơi kỳ lạ hay là tìm người ấy đến đây đi tôi phải hỏi anh ấy cho rõ ràng tại sao lại gọi tôi như thế hổ phách không buồn nghĩ ngợi mà nói ngay ôi trời cô ơi không phải tôi đã nói với cô rồi hay sao người đàn ông ấy bị điên đấy anh ta có mưu đồ bất chính với cô tôi không cho người bắt anh ta mà tốt lắm rồi cô đừng nghĩ ngợi lung tung nữa lời nói của người ấy chỉ là theo dệt mà thôi nhưng mà hứa bích hoài muốn phản bác cô ơi mau ăn canh nóng đi không có nhưng nhị gì hết lát nữa ông chủ sẽ đến ông đã biết chuyện của ngày hôm nay rồi ông sẽ hướng dẫn cho cô giọng nói của hồ phách hơi cứng nhắc hứa bích hoài bị nói đến nghẹn lời mặc dù hồ phách là người hầu của cô nhưng có nhiều lúc cô cảm thấy mình không sai khiến được hồ phách vẫn thường để hồ phách ra quyết định cho mình sau khi nói dứt lời hồ phách xoay người ra khỏi phòng không để cho hứa bích hoài có cơ hội nói bất cứ câu nào nữa trong lòng hứa bích hoài hơi tức giận cô cảm thấy trong nhà họ tô mình giống hệt như một con vật cưng bị quản lý không có bất kỳ tự do nào chuyện gì cũng để người khác sắp xếp cho bây giờ đến quyền gặp một người mà cô còn không có, như vậy thì còn là đại tiểu thư gì cơ chứ? Hổ phách vừa mới đi không được bao lâu, cánh cửa phòng đã mở ra, Tô Thành Hải bước vào trong. Ông ta nhìn con gái mình với vẻ yêu chiều rồi cười cười mà nói, canh vừa mới nấu xong, sao không uống đi? Hứa Bích Hoài nhìn Tô Thành Hải, cô nói, ba, suốt cuộc trước kia con sống như thế nào, tại sao người đó lại nói con là vợ anh ấy? Tô Thành Hải đến trước mặt Hứa Bích Hoài, Ông ta duỗi tay sờ đầu con gái mình, con gái ngốc của ba. Trong thành phố T, mặc dù nhà họ Tô chúng ta không thể một tay che trời nhưng thế lực của chúng ta cũng dễ dàng khiến cho nhiều người hâm mộ. Có rất nhiều kẻ không làm vẫn muốn có ăn, chúng sẽ tận dụng hết mọi cách để lấy lợi ích. Con là con gái của Tô Thành Hải, cô cả nhà họ Tô, đây là chuyện ai ai cũng biết, chỉ cần kết được quan hệ với con thì có thể nhận được lợi ích bất tật. Tất thảy mọi người đều nhân cơ hội này đến ăn vạ, đây chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì hết một thời gian trước còn có người phụ nữ xa lạ dẫn theo một đứa trẻ đến nói là con của ba, con cứ coi đây là trò hề là được rồi. Nghe Tô Thành Hải nói thế, hứa Bích Hoài lập tức nhíu mày lại ngay, cô cất tiếng nói, nhưng mà, con cảm thấy người ấy rất là quen thuộc. Tô Thành Hải nghe hứa Bích Hoài nói thế, ánh mắt ông ta thoáng có vẻ gian xảo, ông ta lập tức mỉm cười rồi nói, đó là chỗ cao thâm của kẻ lừa đảo đấy, nếu như không khiến cho lòng con này sinh cảm giác thì làm sao mà hắn ta lừa đảo được kia chứ. Rồi làm sao mà hắn ta dám mạo hiểm như thế? Sau khi nói dứt lời, Tô Thành Hải lấy điện thoại ra, tìm một tấm hình cho Hứa Bích Hoài xem, người trong hình là bạn thân nhất của con lúc con còn nhỏ, hồi đó cậu ta thường tới nhà mình chơi đùa, rồi sau đó vì công việc mà gia đình cậu ta phải dọn đi khỏi thành phố thành phố T, lúc ấy con đã khóc rất nhiều. Người của ba điều tra ra được người xuất hiện trong trường học từng thân cận với bạn thân của con, bây giờ nghĩ lại mới thấy chắc hẳn để ngụy trang nên cậu ta mới đi tìm một vài người và việc làm con thấy quen thuộc. Sau khi biết rõ rồi, cậu ta đã xây dựng hình tượng tạo ra cảm giác thân thuộc cho con. Sở dĩ con thấy người ấy quen thuộc, đó là vì cậu ta có gương mặt giống với bạn thân lúc nhỏ của con, đóng giả vài khí chất của cậu ấy. Như à, con phải biết rằng những người xấu xa ấy có thể làm ra bất cứ chuyện gì vì tài sản của nhà họ tô chúng ta. Tô Thành Hải nói đầy ẩn ý. Hứa Bích Hoài nhìn thoáng qua tấm ảnh, Thấy người trong ảnh có vài nét giống với người mình gặp trong trường thật, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy khác nhau nhiều lắm. Bức ảnh này cũng khiến cho cô có cảm giác quen thuộc. Ba, ba nói thật à? Hứa Bích Hoài nhìn Tô Thành Hải với ánh mắt ngờ vực, cô đã không thể phân được rõ ràng đâu là thật, đâu là giả nữa. Tô Thành Hải cười cười rồi nói, tất nhiên là thật rồi, con là con gái của ba, lẽ nào ba lại gạt con sao? Đương nhiên tấm hình này là thật có điều Tô Thành Hải tìm người Photoshop theo diện mạo của Lâm Thanh Diện mà thôi. Để hứa Bích Hoài không nghi ngờ, ông ta chỉ đành sử dụng cách này mà thôi. Lúc hứa Bích Hoài mở bừng mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Tô Thành Hải. Bây giờ cô ấy rất tin tưởng rằng ba ruột của mình chính là Tô Thành Hải, bởi thế cũng lựa chọn tin tưởng lời ông ta nói. Ba biết trong lòng con vẫn nghĩ không thông, bác sĩ nói đây chính là di chứng để lại sau khi con bị mất trí nhớ, qua một khoảng thời gian nữa sẽ ổn ngay thôi, Ba đã nói cho con biết những gì con trải qua trong quá khứ rồi, có thể bởi vì đầu óc con vẫn đang trong thời gian phục hồi nên mới không nhớ ra. Tô Thành Hải đáp, Tô Thành Hải đã tạo ra thân thế hoàn chỉnh để hứa Bích Hoài chấp nhận thân phận Tô Tâm Nhu. Con cũng đừng nghĩ đến chuyện khác nữa, con là người có hôn ước, chỉ có điều người đính hôn với con là cậu chủ nhà họ Hàn, với thân phận như con thì làm sao có thể làm vợ của một người bình thường được kia chứ, con nghĩ thêm đôi chút về chuyện này là có thể nhận ra sai lầm ngay thôi một thời gian ngắn nữa thôi thì cậu Hàn sẽ trở về trong khoảng thời gian này con hãy ngoan ngoãn chờ đón cậu ấy đi sau khi cậu ấy trở về chuyện hôn sự của các con sẽ được quyết định sở dĩ tô thành hải thay hứa bích hoài xây dựng thân phận giả mạo là vì mối hôn sự này chuyện nhà họ Hàn là bá chủ thật sự của thành phố Tê người khác không biết nhưng nhà họ tô không thể nào không biết được hứa bích hoài và cậu chủ nhà họ Hàn kết hôn sẽ đem lại lợi ích to lớn cho nhà họ tô Tô Thành Hải không cho phép bất cứ ai phá hoại mối hôn nhân này. Hơn nữa bây giờ Hứa Bích Hoài là người mang thai, ông ta phải nhanh chóng gả Hứa Bích Hoài đi mới có thể giấu giếm được, bằng không để thai nhi trong bụng Hứa Bích Hoài to rồi thì chắc chắn nhà họ Hàn sẽ không đồng ý cho cưới. Hứa Bích Hoài nhìn Tô Thành Hải rồi nói, chuyện cưới xin của con và cậu Hàn đã được quyết định từ lúc con còn nhỏ rồi à? Nhưng trong ký ức của con vốn không hề nhớ ra chuyện gì liên quan đến anh ta cả ba nói với con chuyện này, con cũng cảm thấy xa lạ. Tô Thành Hải mỉm cười, không phải ba đã nói với con rồi sao, đây là di chứng vì đầu óc của con vẫn còn chưa khôi phục lại như thường, con cảm thấy xa lạ cũng không sao cả, có ba đảm bảo cho con thì con không cần phải lo lắng. Nghỉ ngơi đi, được làm vợ cậu Hàn là may mắn nhất đời này của con đó. Hứa Bích Hoài vẫn còn muốn nói tiếp nhưng cô vẫn im lặng suốt một lúc lâu, chỉ đành gật đầu với Tô Thành Hải mà thôi. Bây giờ cô hơi đau đầu, suy nghĩ hỗn loạn, bản năng cơ thể bảo cô không thể nghĩ ngợi lung tung nữa. Nếu như ba đã nói như thế thì cứ là như thế đi, dù sao mình đã mất ký ức, không thể nào không nghe theo lời ba được. Thấy hứa Bích Hoài đã ổn định lại, Tô Thành Hải thầm thở vào một hơi, ông ta an ủi vài câu đơn giản rồi mới đi về phía phòng làm việc. Hổ phách đang chờ ông ta ở bên ngoài, thấy Tô Thành Hải đi ra, cô ta vội vàng cúi lưng. Tô Thành Hải nhìn hổ phách rồi hỏi, đã điều tra ra thân phận của người đó chưa? Hổ phách đáp, chỉ là giáo sư thỉnh giảng quèn của trường đại học Phú Đán mà thôi, nghe nói anh ta từ Kinh Đô đến đây, không có ra thế, nghe một vài học sinh trong trường nói người này còn là trai bao nữa, chắc hẳn anh ta tìm cô chủ để vòi tiền. Tô Thành Hải gật đầu, cũng không quan tâm đến Lâm Thanh Diện nữa, loại người không có địa vị như anh chẳng đáng để người đứng đầu trong nhà họ tô giống ông ta quan tâm. Nếu là thế thì sang trường đại học Phú Đán một chuyến, chúng ta có quý khuyến học trong trường Phú Đán, mấy người trong trường đó sẽ không dám đắc tội với nhà họ tô chúng ta đâu. Cô kêu bọn họ đuổi ngay cái tay giáo sư thỉnh giảng ấy đi, sau này tìm cơ hội khử là xong. Tô Thành Hải lên tiếng nói. Ánh mắt hổ phách lập tức sáng bừng, cô ta nói, dạ thưa ông chủ. Với lại phải trông chừng cô chủ cho chặt, trước lúc cậu Hàn về không cho phép bất cứ người nào tiếp xúc với nó. Sau khi nói dứt lời, Tô Thành Hải bổ sung thêm một câu. chương 542, đuổi tôi luôn đi. Trong trường đại học Phú Đán, phía trước khoa lịch sử. Một đám người đang vây quanh cửa khoa, bọn họ xì xà xì sầm bàn tán rôm giả. Hổ phách đứng trên bậc thang trước cửa khoa, cô ta nhìn những người được gọi là con nhà giàu bên dưới với vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt còn có vẻ khinh thường. Mặc dù cô ta chỉ là người hầu trong nhà họ tô mà thôi, nhưng cô ta cho rằng dù mình phải làm người hầu cả đời cũng cao quý hơn những học sinh ở đây, đại đa số bọn họ có dùng cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như cô ta. Trong nhà họ Tô, cho dù chỉ là người hầu cũng có khối tài sản khiến cho học sinh trong ngôi trường danh tiếng này hâm mộ. Bây giờ, sau lưng hổ phách là vài gã bảo vệ mặc vest đen, bọn chúng là tay đánh đấm có gương mặt lạnh lùng trong nhà họ Tô, cũng vì có những tay đánh đấm đó ở đây mà cô ta mới dám tỏ vẻ láo sược như thế mau gọi cái thằng điên khiến cho cô chủ nhà chúng tôi hoảng sợ đến đây. Hôm nay tôi phải thay mặt ông chủ nhà chúng tôi trừng phạt hắn ta, nếu như hắn ta đã phạm tội thì đừng hòng thoát khỏi ải này. Hổ phách lớn giọng giống lên. Vào lúc này, có một cô gái bước lên, cô ấy nhíu mày nhìn hổ phách rồi nói, chẳng qua hôm ấy anh Lâm hơi thất lễ mà thôi, các người không cần phải kéo bè kéo phái đến đây như vậy chứ. Hổ phách nước nhìn cô gái ấy rồi cười mỉa, cô ta nói thất lễ cái thằng điên gọi tên cô chủ của tôi giữa nơi đông người làm cho cô chủ nhà họ thấy nhục nhã. bây giờ tôi không dẫn người đến đánh chết hắn ta là nể mặt hắn ta lắm rồi. dám xúc phạm cô chủ nhà tôi, lẽ nào dùng hai chữ thất lễ mà lấp liếm cho qua được hay sao? cô gái nói chuyện với hổ phách là vân thanh hằng. hôm đó cô ấy cũng không ngờ lâm thanh diện lại ăn nói như thế với cô tô. nhưng lâm thanh diện vẫn luôn là thần tượng trong lòng cô ta. cho dù lâm thanh diện có phạm sai nhỏ thì cũng không sao cả. Bây giờ người nhà họ Tô làm lớn chuyện giữa chốn đông người, tất nhiên khiến cho cô ấy cảm thấy giận dữ trong lòng. Có điều nhà họ Tô có lý trong chuyện này, trong lúc nhất thời, Vân Thanh Hằng cũng không biết phải phản bác Hồ Phách như thế nào nữa, quan trọng nhất là nhà họ Tô có thế lực lớn, còn cô ấy chỉ là sinh viên mà thôi, không có cái gì để chống đối với nhà họ Tô hết. Hồ Phách thấy Vân Thanh Hằng không nói gì, gương mặt cô ta lập tức toát lên vẻ đắc ý, cô ta rất thích cảm giác đứng trên đầu người khác. Trong nhà họ Tô, chẳng qua cô ta chỉ là người hầu nhỏ nhoi mà thôi, hơn nữa còn đã quen nghe người ta sai bảo, được nắm quyền lực trong tay khiến cho cô ta nghĩ rằng địa vị của mình cao hơn kẻ khác. Bởi thế lúc người đứng đầu hoặc là những người khác trong nhà họ Tô cử cô ta đi làm việc, cô ta thường vinh mặt hất hàm sai khiến, cho rằng mình cao quý hơn người bình thường. Ai ai cũng phải nghe lời cô ta nói. Bây giờ hai người Diêu Hân Thư và Lưu Hiểu Hàm cũng ở trong đám đông. Sau khi nghe hổ phách nói vậy, Diêu Hân Thư cười lạnh, cô ta quay sang nói chuyện với Lưu Hiểu Hàm, đáng đời, rốt cuộc cái tên luôn cho mình là đúng đó đã gặp báo ứng rồi, anh ta là giáo sư thỉnh giảng được trường mời về thì đã sao, so với nhà họ tô, chẳng qua anh ta chỉ là con tôm cái tép mà thôi, để xem lần này anh ta sẽ xử lý như thế nào. Lưu Hiểu Hàm thở dài bất đắc dĩ, bởi thì Diêu Hân Thư luôn nói xấu lâm thanh diện với cô ta, khiến cho cô ta nhanh chóng mất đi hảo cảm với anh. Tiếng xôn xao nhanh chóng dậy vang giữa đám đông, mọi người đồng loạt giạt ra nhường đường, nhóm lãnh đạo của Đại học Phú Đán đều tập trung lại đây, tất nhiên trong số đó còn có trưởng khoa trung trí viện lịch sử. Thấy người của nhà họ Tô, cho dù có là lãnh đạo của trường Đại học Phú Đán cũng không dám qua loa. Hiệu trưởng của trường Đại học Phú Đán, Lý Văn Trung, gấp gáp đi về phía hổ phách, ông ta nói với vẻ lịch sự, không biết chuyện gì xảy ra ở nơi này mà cô lại dẫn nhiều người đến trường thế nếu như trường học của chúng tôi xảy ra vấn đề gì thì tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết. Hổ phách nước nhìn Lý Văn Trung, cô ta thêm mắm dặm muốn kể lại chuyện của Lâm Thanh Diện với giọng nói đầy vẻ khinh thường, rồi sau đó mới chất vấn Lý Văn Trung, người trong trường của ông thế đấy à, không ngờ lại dám nói hô nói vượn trước mặt cô chủ nhà tôi, hôm nay các ông bắt buộc phải cho chúng tôi câu trả lời hợp lý mới được, chứ bằng không nhà họ tô chúng tôi sẽ hủy bỏ quỹ khuyến học trong trường. Nghe hổ phách nói thế, Lý Văn Trung biến sắc ngay, có thể nói học bổng khuyến học mà nhà họ Tô đóng góp cho trường là nhiều nhất, gần như có một phần ba số học sinh được nhận học bổng từ quỹ khuyến học này mỗi năm. Quỹ này là động lực cổ vũ tinh thần nỗ lực học tập cho các em sinh viên, nếu như nhà họ Tô thật sự xóa bỏ sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho trường đại học Phú Đán. Những sinh viên xúm lại xung quanh cũng dì dầm thảo luận, có thể nói quỹ khuyến học của nhà họ Tô góp cho trường là học bổng dễ lấy nhất, chỉ cần bọn họ chăm chỉ học tập thì sẽ nhận được một khoản không nhỏ ngay rất nhiều người đều lấy số tiền học bổng này để đi du lịch đấy, nếu như bị hủy bỏ, đương nhiên bọn họ sẽ có ý kiến. Cô ơi, thầy giáo của chúng tôi làm sai rồi, không biết cô muốn giải quyết như thế nào, cô nói trước đi, nhất định chúng tôi sẽ khiến cho cô cảm thấy thỏa mãn. Lý Văn Trung cất tiếng nói. Hổ phách đảo mắt sang nhìn ông ta rồi nói, gọi thằng điên ấy sang đây, kêu anh ta xin lỗi cô chủ chúng tôi trước mặt tất cả mọi người ngay, đồng thời bắt anh ta thừa nhận mình là một thằng điên, tự tát mình vài bạt tai, rồi sau đó, các ông hãy hủy bỏ cái thân phận giáo sư thỉnh giảng gì đó của hắn ta đi, đuổi hắn ta ra khỏi trường, nhà họ tô chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Nghe hổ phách nói vậy, gương mặt Lý Văn Trung lập tức lộ ra vẻ khó xử, nếu như kêu Lâm Thanh Diện xin lỗi, thậm chí đuổi việc anh thì ông ta đều có thể chấp nhận, nhưng lại kêu Lâm Thanh Diện nhận mình là thằng điên, còn phải tự tát mình thì quá đáng thật. Hổ phách thấy Lý Văn Trung trần trừ, Cô ta lập tức bĩu môi rồi nói, "Sao hả, lẽ nào ông không chịu? Thế thì có thể hủy bỏ học bổng của nhà họ Tô rồi đấy, hơn nữa, trường học của các ông cũng sẽ bị ghi vào danh sách đen của nhà Tô, ông phải xử lý cho thận trọng." Lý Văn Trung nghe thấy thế, ông ta lập tức cảm thấy sốt ruột, mặc dù học bổng quan trọng nhưng vẫn là thứ yếu, còn nếu bị ghi vào danh sách đen của nhà họ Tô, đây là chuyện hết sức nghiêm trọng, ông ta cũng không tài nào gánh nổi hậu quả. Bởi thế sau vài giây do dự, lý văn trung cắn môi ông ta nói được rồi tôi đồng ý với cô tôi sẽ làm theo lời cô nói gọi cậu ta qua đây xin lỗi hổ phách thấy lý văn trung đồng ý nụ cười trên gương mặt cô ta trở nên sán lạn hơn cảm giác có thể khiến cho người khác khó xử một cách tùy tiện làm cô ta hưởng thụ vô cùng vào lúc hổ phách đã đạt được mục đích chuẩn bị rời khỏi đây trung trí ra mặt đứng ra nói tôi không đồng ý với cách xử lý thế này mọi người đều lập tức ngoái đầu nhìn ông ta Hổ phách nước nhìn Trung Chí rồi lạnh giọng nói: Ông là ai? Trường của các ông đã đồng ý rồi, mắc gì ông không đồng ý? Tôi là trưởng khoa lịch sử, giáo sư Lâm được tôi mời đến đây. Có thể cậu ấy đã mạo phạm đến cô chủ nhà cô, nhưng cậu Lâm cũng là người có gia thế, yêu cầu của cô có khác nào làm nhục cậu Lâm đâu? Làm sao tôi có thể đồng ý với trừng phạt này được? Trung trí nói một cách nghiêm túc. Lý Văn Trung thấy Trung trí đứng ra phản đối, gương mặt ông ta toát ra vẻ sốt ruột. trưởng khoa Trung đến nước này rồi mà ông còn biện hộ thay cho cậu ta nữa. Ông không nghe cô ấy nói gì hồi nãy sao? Ông nói chuyện thay cho người khác là chống đối lại với nhà họ tô đấy. Những học sinh đang xuống xít lại xung quanh đều cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ đến nước này rồi mà Trung Chí vẫn còn nói giúp cho Lâm Thanh Diệt. Đại đa số bọn họ vẫn còn chưa học môn của Lâm Thanh Diệt bao giờ. Sau khi nghe Hổ Phách nói thế, ai cũng cảm thấy Lâm Thanh Diệt bị phạt là đáng đời. Bây giờ Trung Chí lại nói giúp cho Lâm Thanh Diệt. Tất nhiên bọn họ không hiểu nổi. Cậu giáo sư Lâm gì đó tự mình tìm đường chết, tại sao chúng tôi phải cùng gánh trách nhiệm với cậu ta kia chứ? Đáng lý nên làm theo lời người ta nói, để cậu ta công khai xin lỗi đi. Tức chết đi được, trưởng khoa lịch sử lại nói giúp cho một kẻ biến thái, hơn nữa còn đắc tội với nhà họ Tô, ngu mốc thật. Ha ha ha, cái anh giáo sư Lâm cũng có thể diện quá nhỉ, không ngờ còn nói giúp anh ta nữa nếu như lần này nhà họ tô hủy học bổng thì sợ là sẽ có người trong trường mình tìm đến tận nhà anh ta ấy chứ. Sở dĩ mọi người tức giận như thế, nguyên nhân lớn là do chuyện học bổng. Trung Chí hừ lệnh rồi nói, nhà họ tô thì sao, nhà họ tô thì có thể cố ý sỉ nhục người khác ư, tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu cô đề ra trong ngày hôm nay, nếu như hiệu trưởng nhất quyết nghe theo lời ông ta thì bãi bỏ chức vị trưởng khoa lịch sử của tôi luôn đi. Trường 543, quyên góp 3.000 tỷ cho trường học. Bầu không khí phía trước tòa nhà dạy học lập tức trở nên gương súng sẵn sàng, tất cả mọi người đều không ngờ, trung Chí vậy mà lại nói lời như vậy. Vì để ra mặt thay cho Lâm Thanh Diện mà trung trí không tiếc bảo hiệu trưởng sa thải cả ông ta luôn, đây quả thực là khiến người ta kinh ngạc đến rất hàm. Vẻ mặt của Diêu Hân Du ở trong đám người nhìn thấy cảnh này cũng khó hiểu, lầm bầm một câu, trưởng khoa trung thật sự là quá ngốc rồi, vậy mà lại vì một thằng cha tự cho mình là đúng mà đắc tội với nhà họ tô đây chính là tự tìm rắc rối cho mình a à. hơn nữa lần này mình khó lắm mới được lựa chọn cho học bổng của nhà họ tô nếu như bởi vì lâm thanh diện mà nhà họ tô rút lai like cái học bổng này vậy thì mình sẽ hận hắn ta đến chết mất Hổ phách vốn cho rằng chuyện này sẽ giải quyết rất dễ nhưng không ngờ lại có người ra mặt thay cho tên thần kinh đó hơn nữa còn kiên quyết như vậy cái này có chút ra khỏi dự tính của cô ta rồi Cô ta cảm thấy mình bị xem thường rồi, tên trưởng khoa giám chó này vậy mà lại không đặt lời nói của cô ta vào trong mắt như vậy. Nếu lão già này cũng đã nói mấy lời này rồi, vậy thì bây giờ cho dù mấy người này có quỷ xuống cầu xin cô ta, cô ta cũng sẽ không kết thúc chuyện này đơn giản như vậy. Hừ, đây là do các người tự tìm lấy đó, bắt đầu từ hôm nay, học bổng mà nhà họ tô chúng tôi thiết lập ở trường đại học phú đán các người toàn bộ đều hủy bỏ, chuyện này không bàn bạc gì nữa, cho dù các người có hối hận cũng đừng có mà đến kiếm chúng tôi. Nói xong, hổ phách liền khí thế hừng hực mà quay người lại, mang theo vài tên vệ sĩ quay người rời khỏi chỗ tòa nhà dạy học này. Lý Văn Trung chạy theo sau hổ phách kêu mấy tiếng, nhưng hổ phách căn bản không để ý đến ông ta, trực tiếp rời khỏi trường. Tất cả mọi người đều bàn tán kết quả của chuyện này, đa số người trong đó đều trách tội Lâm Thanh Diệt, dù sao chuyện này cũng là do Lâm Thanh Diệt mà ra, học bổng của rất nhiều người bọn họ cũng vì vậy mà mất rồi. Tên Lâm Thanh Diện này thật sự quá đáng ghét, đều tại vì hắn mà học bổng của chúng ta mới mất. Mẹ tôi ơi, tôi còn nói là đợi có học bổng rồi sẽ đi mua vài bộ quần áo mới cho mẹ tôi nữa, đều tại tên Lâm Thanh Diện kinh tởm đó, thật là tức chết tôi rồi. Thằng cha này thật đúng là con rùa rụt cổ, vậy mà lại để cho trưởng khoa chung gánh thay cho anh ta, còn mình thì không biết nấp đi đâu rồi, tôi thấy chúng ta nên tìm anh ta, để anh ta đến nhà họ Tô thỉnh tội, ít nhất phải khiến cho anh ta cầu xin để lấy về học bổng của chúng ta." Lý Văn Trung quay đầu nhìn Trung Chí một cái, cắn răng mà rậm rậm chân, tức giận nói một câu, "Ông thật đúng là hồ đồ a." Nói xong, ông ta liền quay người, vẻ mặt tức giận mà rời khỏi. Vân Thanh hằng đi đến bên cạnh Trung Chí, quan tâm mà hỏi một câu, "Trưởng khoa, thầy không sao chứ?" Trung Chí quay đầu nhìn cô ta một cái, lắc đầu nói, "Tôi không sao." chỉ là mấy người này hiếp người quá đáng, vậy mà lại sỉ nhục ngài Lâm như vậy, bọn họ thật sự tự cho mình quyền thế lớn, tất cả mọi người đều phải nghe lời bọn họ. lập trường của tôi đối với chuyện này sẽ không thay đổi, tôi cũng tin ngài Lâm không phải là người như vậy. Vân Thanh Hằng gật đầu với Trung Chí, vô cùng tán đồng lời của Trung Chí. phòng họp của trường, khi Lâm Thanh Diện đi đến cửa phòng họp, nghe thấy bên trong đã ổn đến tận trời rồi. hôm nay Hổ Phách đưa người đến trường học. Lâm Thanh Diện bởi vì lúc đó đang ở tập đoàn Lam Khấu, cho nên không thể ở đó, đợi đến khi anh về, hổ phách đã đưa người rời khỏi trường học từ lâu rồi. Sau đó anh liền nhận được điện thoại của Vân Thanh Hằng, bảo anh đến phòng họp của trường, thuận tiện nói sơ qua chuyện xảy ra hôm nay và cả thái độ của một số giáo viên học sinh cho Lâm Thanh Diện biết. Lâm Thanh Diện không ngờ nha hoàn theo bên cạnh hứa bích hoài lại ác độc như vậy, không những muốn anh mất mặt ở trước toàn thể trường học, mà còn lấy chuyện học bổng ra uy hiếp lãnh đạo nhà trường, Điều này khiến ấn tượng của anh đối với nhà họ Tô sụt giảm nghiêm trọng. Vừa mới đến cửa phòng học, Lâm Thanh Diện liền nghe thấy người bên trong đang tranh luận gì đó, cơ bản là về chuyện học bổng. Nhà họ Tô hủy bỏ học bổng, ảnh hưởng đối với trường rất lớn, đã có không ít học sinh khiếu nại với trường học rồi, nếu như bọn họ muốn đẻ ép tâm thế phản kháng của học sinh xuống thì phải móc tiền từ tài khoản của trường học ra để phát học bổng này, thế nhưng, học bổng mà nhà họ Tô thiết lập tổng cộng là 900 tỷ. Tài khoản trường học cho dù có có tiền đi nữa thì cũng không thể mở phát nổi học bổng khổng lồ như vậy được. Lâm Thanh Diện đứng ở cửa nghe một hồi, sau đó liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phòng học vốn ồn ào lập tức yên tĩnh lại, và Lâm Thanh Diện cũng nhìn thấy chỗ này cơ bản là Trung Chí đang tranh luận với tất cả những người khác, trông có chút yếu thế. Lý Văn Trung thấy Lâm Thanh Diện đi vào, khuôn mặt vốn âm trầm lại càng khó coi hơn vài phần nữa ông ta không ngờ giáo sư thỉnh giảng mà trung trí mời đến vậy mà lại trẻ như vậy, quả đúng là làm loạn. Cậu chính là Lâm Thanh Diện, cậu có biết tại vì cậu mà trường chúng tôi đã sinh ra tổn thất lớn đến thế nào không? Bây giờ chúng tôi đang bàn luận đối sách, cậu thân là đương sự, chỉ bằng nói xem, chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây? Lý Văn Trung bực bội nói một câu. Trung trí lập tức mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, chuyện này cậu vốn không có làm gì sai, là nhà họ tô hiếp người quá đáng, bọn họ đẩy hết trách nhiệm lên người cậu vì nhà họ tô hủy học bổng nhưng cậu đừng lo lắng cậu là giáo sư thỉnh giảng mà tôi mời về tất cả trách nhiệm của chuyện này tôi gánh thay cậu lâm thanh diện nghe thấy lời của trung trí trong lòng có chút cảm động con người thẳng thắn tiêu sái như ông ta đã không còn nhiều nữa nhưng chuyện này đối với lâm thanh diện mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ cho nên vốn không cần trung trí thay anh gánh trách nhiệm gì hết lý văn trung nghe thấy lời của trung trí tức đến hai tay nhịn không được mà run lên. Chuyện này sao cậu ta lại không có sai chứ? Nếu như không phải tại cậu ta thì nhà họ Tô sao lại hủy học bổng, học sinh bên dưới mắc chi phải khiếu nại nhiều như vậy? Bây giờ sắp đến lúc phát học bổng rồi, lời hứa ban đầu sao có thể nuốt lời được? Nếu như không phát số học bổng này, các học sinh sẽ thấy thế nào? Cái này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường chúng ta. Bây giờ thầy nói một câu không có lỗi nhẹ nhàng như vậy, thầy bù vào sao? Lý Văn Trung hét lên với Trung Chí. Trung Chí lập tức có chút á khẩu, không biết nên tiếp lời thế nào nữa, chỉ đành yên lặng. Tuy ông ta cho rằng Lâm Thanh Diện không có làm gì sai cả, nhưng bảo ông ta bù học bổng, chỉ e có lấy tất cả tiền lương bao nhiêu năm nay của ông ta cũng không đủ nữa. Thấy Trung Chí không nói chuyện nữa, Lý Văn Trung quay đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện, lạnh giọng nói, "Bọn tôi đã thương lượng xong rồi, chuyện này vì cậu mà ra." Tại sao cậu phải nói mấy lời như vậy ở trước mặt cô chủ nhà họ Tô thì bọn tôi không quản được, nhưng đồng thời, trường học bọn tôi cũng không nên gánh hậu quả do lỗi lầm cậu gây ra. Cho nên cậu phải đi tìm cô cả nhà họ Tô nhận lỗi, hơn nữa chấp nhận trừng phạt như người ta yêu cầu, cầu xin bọn họ thiết lập lại học bổng ở trường bọn tôi, chỉ có như vậy mới có thể bù đắp cho lỗi lầm của cậu mà thôi. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Lý Văn Trung, trên mặt lộ ra một nụ cười, lên tiếng nói, tôi vốn không có làm sai tại sao lại bù đắp. Cả phòng họp, ngoại trừ trung trí thì tất cả những người còn lại đều trừng to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện với vẻ không thể tin được. Cậu, cậu thật sự quá mặt dày vô sỉ rồi. Cậu chạy đến trước mặt cô chủ nhà họ tô người ta nói người ta là bà xã của cậu, bây giờ vậy mà còn vô liêm sỉ nói mình không có sai, cậu không biết xấu hổ đến mức này thì thực sự là đời này tôi gặp lần đầu đó. Lý Văn Trung tức đến lồng ngực không ngừng nhấp nhô. Những người còn lại cũng hùa theo khiển trách Lâm Thanh Diện, đều cảm thấy anh quá không biết xấu hổ rồi. Người đó quả thực là bà xã của tôi, tại sao lại thành vô liêm sỉ rồi? Lâm Thanh Diện hỏi lại một câu. Lần này Lý Văn Trung thật sự không biết nên trả lời Lâm Thanh Diện thế nào nữa, ông ta cảm thấy người này thật sự có chút không biết nói lý. Trung Chí cũng nghĩ không thông tại sao Lâm Thanh Diện lại khăng khăng nói cô chủ nhà họ tô là bà xã của anh chứ không lẽ trong đây thật sự có ẩn tình gì mà bọn họ không biết sao chuyện này là nhà họ tô làm loạn vô lý mà thôi bọn họ bảo một nha hoàn qua đây hủy hoại danh tiếng của tôi tôi không có tìm bọn họ tính sổ thì đã rất là không tệ rồi bây giờ lại còn muốn tôi đi nhận lỗi với người nhà họ tô thật là nực cười lâm thanh diện tiếp đó nói một câu lý văn trung nhìn lâm thanh diện một cái với gương mặt đen sầm mở miệng hỏi nghe trưởng khoa trung nói cậu đến từ nơi khác chỉ e là cậu không biết nhà họ tô ở thành phố t có địa vị như thế nào đúng chứ biết lâm thanh diện đáp nếu đã biết thì cậu không nên chống đối nhà họ tô cứ như vậy thì cậu chỉ còn lại con đường chết thôi chúng tôi đây là đang cứu cậu cậu hiểu không lý văn trung khuyên nhủ nói lâm thanh diện thở dài một hơi trong lòng anh rõ mấy lãnh đạo trường học này căn bản không cùng một tầng với anh cho nên cho dù có nói thế nào thì mấy người này cũng không thể hiểu lời anh nói thay vì như vậy, chỉ bằng tìm cách giải quyết đơn giản hơn. Chuyện của nhà họ Tô, không cần các vị lãnh đạo lo lắng, cũng không cần trưởng khoa chung thay tôi gánh trách nhiệm này, chuyện này tôi sẽ đích thân đi tìm nhà họ Tô giải quyết. Cái mà hiệu trưởng lo lắng cũng chẳng qua chỉ là chuyện học bổng thôi, tôi nói đúng chứ? Lâm Thanh Diện nói. Hiệu trưởng nghe thấy lời mà Lâm Thanh Diện nói, bực bội mà gật gật đầu, nói, không sai, sự giúp đỡ của nhà họ tô đối với trường chúng tôi mấy năm nay không tính là ít, không có cái học bổng này thì đối với trường học mà nói là một tổn thất vô cùng lớn. Ồ, học bổng của nhà họ Tô tổng cộng là bao nhiêu tiền? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. 900 tỷ, sao, không lẽ cậu định bù vào cái 900 tỷ này sao? Lý Văn Trung cười lạnh một tiếng. Mấy vị lãnh đạo ngồi ở xung quanh ông ta cũng cười theo, hiển nhiên đều cảm thấy con số 900 tỷ đủ để dọa Lâm Thanh Diện chết ngất rồi. Lâm Thanh Diện thì cảm thấy chỉ có 900 tỷ thôi hoàn toàn là một chuyện nhỏ bình thường, mấy lãnh đạo trong trường này chỉ vì 900 tỷ còn con mà lo lắng, thực sự là có chút chuyện bé xé to rồi. Hay là như vậy đi, tôi quyên 3.000 tỷ cho trường học, cũng thành lập một học bổng, cứ phát học bổng theo như các người hứa với học sinh trước đây, hơn nữa phát gấp đôi, số tiền này đều lấy từ 3.000 tỷ của tôi, thế nào? Lâm Thanh Diện lên tiếng. Hiệu trưởng và mấy người đang cười lại nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, đều cảm thấy cổ họng mình giống như bị gì đó làm nghẹn lại, nụ cười lạnh trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là sự cạn lời. Não của tên này thật sự không có vấn đề đó chứ. Vậy mà lại muốn quyên 3.000 tỷ cho trường học, thật sự tưởng rằng tiền đều là do gió cuốn đến sao. Hai, trường khoa chung thật sự là già hồ đồ rồi, mời một đại thần đến trường, thật sự là thêm loạn cho trường A. Thật đúng là bốc phét không biết ngược, Gia tộc lớn như nhà họ tô người ta mà cũng chỉ mới cho trường 900 tỷ, cậu ta vậy mà mở miệng lại kêu 3.000 tỷ, đây không phải là coi chúng ta như con nít 3 tuổi để dỗ dành sao. Trung Chí cũng có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, không ngờ Lâm Thanh Diện lại muốn quyên 3.000 tỷ cho trường. Con số này, đối với người chỉ cầm tiền lương cố định như bọn họ mà nói, đã là con số trên trời rồi. Đã là lúc nào rồi, cậu đừng đùa với bọn tôi nữa, trước mắt cách ổn áp nhất chính là cậu đi xin lỗi người nhà họ tô, như vậy mới có thể khiến nhà họ tô tiếp tục thiết lập học bổng. Lý Văn Trung mở miệng. Tôi không có đùa, các người đợi một lát. Lâm Thanh Diện nói một câu xong, sau đó liền cầm lấy điện thoại, gọi đi một số. Sau khi dặn dò vài câu, Lâm Thanh Diện liền cúp máy, cười nói với Lý Văn Trung, ba nghìn tỷ, nói được làm được. Lý Văn Trung căn bản không tin lời của Lâm Thanh Diện, chỉ cảm thấy não của người trẻ tuổi trước mắt này có thể thật sự có chút vấn đề rồi. Chưa bao lâu sau, một nữ giáo viên già ở bộ phận tài vụ liền vội vàng chạy vào trong phòng họp, mở miệng hét lên với Lý Văn Trung, hồi nãy có một tài khoản lạ gửi cho tài khoản trường chúng ta 3.000 tỷ, quyên cho trường học, chúng ta chắc không phải đã gặp lừa đảo trên mạng rồi chứ. Trường 544, Lâm Thanh Diện là người tốt bụng. Lý Văn Trung đang mặt mày ủ rũ nghe thấy cô giáo nói thì đứng lên, Trừng mắt hỏi cô nói cái gì? Có người chuyển 3.000 tỷ cho trường chúng ta sao? Sắc mặt của cô giáo có chút căng thẳng, bà ta thấy phản ứng của hiệu trưởng thì trong lòng càng không chắc chắn, yếu ớt nói phải, phải. Là thế này, 3.000 tỷ xuất hiện ở trong tài khoản mà trường học đã công bố với bên ngoài, tôi đã tìm ngân hàng xác nhận, bên ngân hàng nói tài khoản kia không có gì khác thường, 3.000 tỷ là thật, tôi nghi ngờ có người lừa đảo trường học chúng ta với quy mô lớn, đầu tiên gửi cho chúng ta 3.000 tỷ sau đó, sau đó. Cô giáo nói đến đây thì không thể đoán ra được ai lừa đảo lại gửi 3.000 tỷ cho đối phương trước, cho nên không hiểu ra sao. Lời nói của cô giáo làm cho Lâm Thanh Diện bật cười, nếu có 3.000 tỷ thì làm gì có ai đi lừa đảo chứ. Hơn nữa từ trước đến giờ anh cũng chưa nghe nói ai đi lừa đảo lại gửi cho đối phương 3.000 tỷ trước cả. Lý Văn Trung cũng phản ứng lại, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Lâm Thanh Diện, hô hấp trở nên dồn dập. Ông ta vốn tưởng rằng Lâm Thanh Diện chỉ nói giỡn, lại không nghĩ rằng chỉ mất vài phút, 3.000 tỷ đã chuyển vào trường học. Một đám lãnh đạo trong phòng họp cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện lập tức trở nên khách sáo hơn rất nhiều. Bọn họ và Trung Chí tranh luận làm thế nào để lấp chống số tiền học bổng sau khi nhà họ tô cắt viện trợ, còn đắc tội với nhà họ tô thì chuyện này hoàn toàn là việc riêng của Lâm Thanh Diện, nhà họ tô chỉ muốn dùng trường học dọa Lâm Thanh Diện mà thôi, cho dù thế nào đi nữa thì nhà họ Tô cũng sẽ không cố tình làm khó đại học phú đán, dù sao đây là hành vi bôi đen gia tộc. Hiện tại Lâm Thanh Diện lập tức chuyển cho trường học 3.000 tỷ, còn nhiều hơn gấp 3 lần số tiền 900 tỷ của nhà họ Tô, áp lực trên người mấy lãnh đạo này lập tức biến mất, thậm chí đều còn có chút vui mừng. Tùy tiện quyên góp 3.000 tỷ cho trường học, đây chính là lần đầu tiên bọn họ thấy trong cuộc đời dạy học. Một lúc sau, Trung Chí đẩy ý cười đứng lên, anh ta biết từ trước đến nay Lâm Thanh Diện sẽ không nói giỡn với ai cả. Hiện tại cô giáo phòng tài vụ đã tới chứng minh chuyện này, vậy chứng tỏ Lâm Thanh Diện thật sự quyên góp 3.000 tỷ cho trường học. Tuy rằng so với sự khiếp sợ chuyện Lâm Thanh Diện ra tay hào phóng thì lúc này trong lòng trung trí càng khen ngợi, khâm phục Lâm Thanh Diện nhiều hơn. Lâm Thanh Diện quyên góp 3.000 tỷ nên mấy người Lý Văn Trung sẽ không làm khó anh ta, chuyện này cũng khiến anh ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trung trí đứng lên, cười nhìn Lâm Thanh Diện một cái, cười nói, quả nhiên anh Lâm là người hào phóng, có số tiền quyên góp của anh thì chắc chắn trường học chúng tôi bồi dưỡng càng nhiều nhân tài cho xã hội. Đám người Lý Văn Trung nghe Trung Trí nói thì cũng mượn thang leo xuống, lộ vẻ biết ơn Lâm Thanh Diện. Không nghĩ tới giáo sư Lâm lại là người hào phóng như thế, trước đó chúng tôi hiểu lầm giáo sư Lâm, hy vọng giáo sư Lâm có thể tha thứ cho chúng tôi, hiện tại tôi đề nghị để thể hiện sự biết ơn với giáo sư Lâm thì sẽ trao danh hiệu giáo sư chính thức cho giáo sư Lâm, mọi người thấy thế nào? Lý Văn Trung cười mở miệng. Tôi cảm thấy được đấy, giáo sư Lâm đã đóng góp lớn như thế cho trường học chúng ta thì đương nhiên phải trao danh hiệu giáo sư chính thức rồi. Không tệ, hơn nữa giáo sư Lâm có thể chỉ làm giáo sư danh dự, cho dù không muốn đi dạy cũng không sao cả. Mọi người sôi nổi phụ họa, phòng học lập tức xuất hiện cảnh tượng hòa nhã. Cô giáo bộ phận tài vụ trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, sau đó cẩn thận hỏi, vậy, vậy không phải là lừa đảo sao? Lý Văn Trung cười nhìn về phía cô gái mở miệng nói, đây là quà tặng của giáo sư Lâm cho trường học chúng ta, sao có thể lừa đảo được? Cô giáo khiếp sợ nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, hoàn toàn khó tin, 3.000 tỷ, người trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi quyên góp cho trường học. Lúc sau một đám lãnh đạo có trung trí và Lý Văn Trung dẫn đầu không ngừng tỏ vẻ biết ơn Lâm Thanh Diệt, dường như chưa hề nói ra những lời chửi mắng Lâm Thanh Diện trước đó. Sau đó Lý Văn Trung lại dựa theo yêu cầu của Lâm Thanh Diện, chính thức đưa 3.000 tỷ của Lâm Thanh Diện vào quỹ thành tích của trường học. Trên cơ bản mọi thủ tục đều dựa theo quy trình của nhà họ tô trước đó, nhưng số lượng học bổng sẽ tăng gấp 3 lần so với nhà họ tô. Sau khi chuẩn bị xong thì Lý Văn Trung nói giáo viên thông báo chuyện này cho học sinh, thuận tiện cho lập hội học sinh tuyên truyền chuyện này, trong đó không thiếu lời ca ngợi Lâm Thanh Diện. Những người vốn tràn ngập oán hận Lâm Thanh Diện bởi vì học bổng bị hủy bỏ, sau khi bọn họ biết được không chỉ không mất học bổng mà còn tăng gấp 3 thì lập tức trở nên vui mừng, quay đầu quên mất mình đã oán trách Lâm Thanh Diện, ngược lại bắt đầu khen ngợi vị giáo sư Lâm này. Hai ngày nay tâm trạng của Diêu Hân Du vẫn không tệ, tuy rằng Lâm Thanh Diện đã làm cho cô ta mất mặt, nhưng sau đó thái độ của Lâm Thanh Diện khiến cho sự ái náy trong lòng cô ta với Lâm Thanh Diện hoàn toàn biến mất. Ngược lại còn vui sướng khi người gặp hỏa vì chuyện của cô chủ nhà họ Tô. Cô ta đi ra khu dạy học, lúc đi đến bảng thông báo của trường học thì phát hiện một đám người vây quanh ở đó, vẻ mặt đầy ý cười bàn luận, cô ta có chút tò mò nên đi về phía bên kia. Giáo sư Lâm đúng là quá vĩ đại, hiện tại tôi thật lòng biết ơn anh ấy, anh ấy đã giảm bớt áp lực kinh tế cho tôi. Nói rất đúng, giáo sư Lâm đúng là người tốt bụng, lần này tôi không cần lo lắng chuyện tiền bạc nữa. Vốn cho rằng học bổng lần này sẽ ngâm nước nóng, không nghĩ tới giáo sư Lâm lại cho chúng ta một bất ngờ lớn như vậy, thật là quá cảm động. Siêu Hân Du nghe mọi người nói thì đầy khó hiểu, mở miệng hỏi, mấy người đang nói giáo sư Lâm nào, là Lâm Thanh Diện sao? Mấy người gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Trong lòng Diêu Hân Du khó hiểu nói, không phải Lâm Thanh Diện hại trường học chúng ta không được nhà họ Tô cấp học bổng sao, không phải mấy người phải oán trách anh ta chứ, vì sao còn khen ngợi anh ta? bạn học, cô chưa biết sao. Giáo sư Lâm tự mình móc tiền túi quyên góp 3.000 tỷ cho trường học chúng ta, so với học bổng của nhà họ tô cấp cho thì số tiền của giáo sư Lâm quyên góp nhiều hơn, hơn nữa số lượng còn tăng gấp 3, giáo sư Lâm là người tốt, vì sao chúng tôi phải trách mắng anh ấy chứ? Một chàng trai giải thích với Diêu Hân Du. Diêu Hân Du lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc kêu một tiếng, chuyện này không thể nào. Mấy người bị lừa rồi, sao tên nhóc kia có thể quyên góp nhiều tiền như vậy cho trường học chứ? Bạn học, cô nói như vậy là không tôn trọng giáo sư Lâm, trường học đã in thông báo chuyện này, còn dán lên bảng thông báo, sao có thể là lừa gạt chứ? Chàng trai kia lập tức phản bác nói. Siêu hân du lập tức chen vào bảng thông báo, nhìn thoáng qua thông báo trên đó thì phát hiện Lâm Thanh Diện thật sự quyên góp cho trường học, số lượng học bổng cũng tăng lên gấp 3. Cô ta lập tức trợn tròn mắt, không thể tin được, Lâm Thanh Diện lại dùng cách này để giải quyết chuyện nhà họ tô cắt trợ cấp học bổng cho đại học Phú Đán, Cô ta vốn đang cho rằng Lâm Thanh Diện sẽ bị đuổi ra khỏi đại học phú đán vì chuyện này, cho dù anh không bị đuổi thì cũng sẽ không có ai đi học lớp của anh. Nhưng hiện tại tất cả mọi người rất biết ơn Lâm Thanh Diện, không còn ai để ý chuyện nhà họ tô, mọi người chỉ nhìn thấy mặt tốt của Lâm Thanh Diện. Hơn nữa điều khiến cho Diêu Hân Du không thể chấp nhận được là Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng lấy ra 3.000 tỷ quyên góp cho trường học như vậy, rốt cuộc anh ta có bao nhiêu tiền chứ? Hơn nữa anh có tiền như thế, vì sao còn muốn thuê chung nhà trọ với bọn họ chứ? Từng cảm xúc khó hiểu xuất hiện trong lòng Diêu Hân Du làm cho cô ta nhất thời nói không ra lời. Căn hộ chung, Diêu Hân Du hồn bay phách lạc mở cửa, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện Lâm Thanh Diện quyên góp 3.000 tỷ cho trường học. Cô ta vừa đi vào thì nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi xuống lầu. Lâm Thanh Diện chỉ liếc cô ta một cái rồi rời tầm mắt, giống như nhìn một người xa lạ không quen biết. Siêu Hân Du không cam lòng, nhất là sau khi cô ta biết Lâm Thanh Diện là người nhà giàu thì trong lòng càng có cảm giác mất mát đã bỏ lỡ gì đó. Cô ta hít sâu một hơi, đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, cô ta cố nở nụ cười mở miệng hỏi, Lâm Thanh Diện, nghe nói anh quyên góp 3.000 tỷ cho trường học. Thật sao, sao anh có nhiều tiền như vậy, có phải bọn họ nhầm lẫn hay không, hay là số tiền này của người bao nuôi anh? Lâm Thanh Diện không quan tâm Diêu Hân Du, hơn nữa cô ta hỏi mấy vấn đề này làm cho người ta không nói được lời nào, cho nên anh vòng qua diêu hân du đi về phía cửa nụ cười diêu hân du lập tức biến mất ngược lại biến thành u ám người này đúng là đáng ghét hoàn toàn coi nhẹ cô ta có tiền như vậy nên không coi ai ra gì sao lửa giận làm cho diêu hân du không còn ấn tượng tốt với lâm thanh diện một lần nữa cô ta vốn không nghĩ đến chuyện câu hỏi của mình có vấn đề hay không khinh người quá đáng có tiền thì ghê gớm sao hừ Loại người giống như anh thì cho dù có tiền cũng không thể nào làm cho tôi có thiện cảm với anh." Siêu Hân Du xoay người, quát lớn về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đi tới cửa, giống như không nghe Diêu Hân Du nói, anh mở cửa nhà. Nhưng anh cũng không đi ra ngoài mà là dừng lại, bởi vì lúc này ngoài cửa có mấy vị khách không mời mà tới đứng ở đó, nhìn có vẻ không có ý tốt. Mấy người đàn ông thân mặc đồ tây màu đen chặn cửa nhà trọ mà người đứng trước mặt mấy người đàn ông này chính là người hầu bên cạnh hứa bích hoài hổ phách hổ phách nhìn thoáng qua lâm thanh diện trên mặt lộ ra sự khinh thường mở miệng nói không nghĩ tới anh thật sự ở một nơi dành cho mấy tên ăn mày làm cho chúng tôi cũng dễ dàng tìm kiếm anh cũng nên biết bà đây là ai hôm nay tôi tới tìm anh là muốn tính sổ anh anh dám xúc phạm cô chủ nhà tôi còn giống như con rùa đen rụt đầu không dám ra ngoài nói đi anh muốn giải quyết chuyện này như thế nào chương 545, dạy cô nên nói thế nào? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm hổ phách lạnh lùng hỏi, cô chủ nhà cô nói cô tới sao? Hổ phách lập tức có chút trột dạ, hôm nay cô ta mang theo người tới tìm Lâm Thanh Diện đơn giản là vì trong lòng cô ta tức không nhịn nổi, hơn nữa vất vả lắm mới gặp một cơ hội có thể tùy tiện bắt nạt người khác, cô ta đương nhiên cũng không muốn bỏ qua. Sau khi cô ta biết được Lâm Thanh Diện thuê nhà trọ ở đây thì càng không để Lâm Thanh Diện vào mắt, muốn mượn lực lượng của nhà họ tô dạy dỗ Lâm Thanh Diện một trận. Cô ta vẫn không biết chuyện Lâm Thanh Diện quyên góp 3.000 tỷ cho Đại học Phú Đán. Anh quan tâm cô chủ nhà tôi nói tôi đến hay không làm gì, ông chủ đã giao cho tôi xử lý chuyện này, anh cho rằng trêu chọc cô chủ nhà họ tô thì dễ dàng giải quyết được sao? Hổ Phách Hùng Hổ nói. Ồ, vậy cô muốn giải quyết chuyện này thế nào? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Hổ Phách nghe thấy Lâm Thanh Diện nói thì trong lòng lập tức xuất hiện một suy nghĩ, Hống hách nói, ông chủ nhà chúng tôi không muốn nhìn thấy anh ở thành phố T, trước đó anh xúc phạm cô chủ nhà tôi vốn là tội chết, hiện tại bà đây khoan dung độ lượng, không cần mạng nhỏ của anh, nhưng anh quỳ xuống lại 10 cái, nói 10 lần cảm ơn bà cô, sau đó anh cút khỏi thành phố T thì tôi sẽ không so đo với anh. Lâm thanh diện nghe hổ phách nói thì lập tức bĩu môi, không nghĩ tới người hầu bên cạnh hứa bích hoài lại độc ác như thế, hơn nữa có thể nhìn ra được cô ta đang muốn phô trương sức mạnh uy hiếp người khác mới nói như vậy. Siêu Hân Du đứng bên trong nhà trọ nhìn cảnh này thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, cô ta đang mong chờ, rất muốn nhìn Lâm Thanh Diện ăn quả đắng. Quan trọng là người đến tìm Lâm Thanh Diện gây rắc rối là người nhà họ Tô, ở trong mắt Siêu Hân Du thì cho dù Lâm Thanh Diện có thể lấy 3.000 tỷ cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của nhà họ Tô, hôm nay mấy người nhà họ Tô này sẽ dạy dỗ anh một trận cô ta giống như xem kịch vui ngồi trên sofa chờ lâm thanh diện quỳ xuống xin tha ở trước mặt mấy người nhà họ tô này thậm chí cô ta còn lấy điện thoại mở camera quay lại cảnh lâm thanh diện quỳ xuống đến lúc đó cô ta có thể cầm video này gài bẫy lâm thanh diện mau lên bà đây không có nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này nếu anh không quỳ xuống thì những người đứng sau lưng tôi có thể giúp anh hổ phách thấy lâm thanh diện không phản ứng thì không kiên nhẫn nói một câu vậy cô có thể nói bọn họ thử xem Lâm Thanh Diện mở miệng. Hổ phách không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại to gan như thế, không hề đặt cô ta vào mắt, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Cô ta cắn răng nhìn Lâm Thanh Diện một cái, mở miệng nói, đây là anh tự chuốc lấy, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Hổ phách nói xong thì lùi lại phía sau hai bước, nói với mấy người đàn ông kia, giải quyết anh ta cho tôi, sau đó làm cho anh ta quỷ gối cúi lại ở trước mặt tôi. Mấy người đàn ông kia không hề do dự, sau khi nhận được mệnh lệnh thì lập tức đi tới một bước ra tay với Lâm Thanh Diện. Siêu Hân Du thấy thế thì lập tức lớn tiếng nói với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện, đã đến lúc này anh còn không biết tốt xấu như vậy, anh cho rằng mình có thể tùy tiện trêu chọc người nhà họ tô sao, tôi khuyên anh tốt nhất nên nghe lời người ta, nếu không đến lúc đó không chỉ hối hận thôi đâu. Lâm Thanh Diện đương nhiên sẽ không coi lời nói của Diêu Hân Du ra gì, anh nhìn mấy người đàn ông kia, lúc anh thấy có người dơ nắm đấm về phía mình thì lập tức nhấc chân đạp về phía người đó. Tuy rằng mấy người này được nhà họ tô bồi dưỡng, nhưng đối với Lâm Thanh Diện mà nói thì chỉ là võ mèo quào mà thôi, rất dễ dàng xử lý. Hổ phách thấy Lâm Thanh Diện dám ra tay với người nhà họ tô thì trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh, nghĩ thầm người này nhanh chóng nếm được sự lợi hại của người nhà họ tô. Nhưng sau đó hổ phách thấy Lâm Thanh Diện dùng chân đá một tên đụng vào bức tường đối diện, hổ phách lập tức liền trợn tròn mắt động tác của lâm thanh diện có thể nói giống như nước chảy mây trôi anh ra chiêu rất nhanh sức lực kinh khủng chiêu thức vô cùng khéo léo dùng một loạt chiêu thức giải quyết mấy người kia sau khi anh ra chiêu xong thì mấy người đàn ông kia ngã xuống mặt đất siêu hân dù trợn mắt há miệng nhìn lâm thanh diện cô ta đã thấy lâm thanh diện đánh nhau chẳng qua cô ta không nghĩ tới lâm thanh diện dám đánh với người nhà họ tô sợ là ân oán của lâm thanh diện và nhà họ tô ngày càng sâu anh anh dám đánh người nhà họ tô anh không muốn sống nữa sao anh mau quỳ xuống xin lỗi cho tôi nếu không thì người nhà họ tô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh hổ phách đầy lo lắng nhìn lâm thanh diện thế nào chỉ cho phép người nhà họ tô của cô ra tay với tôi lại không cho phép ra tay với người nhà họ tô mấy người đúng là quá bá đạo lâm thanh diện lạnh lùng nói nhà họ tô là gia tộc có quyền thế nhất thành phố tê ra tay với anh thì sao ở trong mắt tôi thì anh chỉ là một tên ăn mày anh có tư cách gì đánh lại hổ phách hướng về phía Lâm Thanh Diện mở miệng kêu. Lâm Thanh Diện nghe cô ta nói thì đôi mắt nhíu lại, đi tới một bước, sau đó giơ tay tát vào mặt hổ phách một cái. Cô cũng chỉ là người hầu nhà họ tô, có tư cách gì nói với tôi như vậy. Lâm Thanh Diện vốn thấy cô ta là người hầu bên cạnh hứa bích hoài nên chỉ muốn dạy dỗ một chút rồi thôi, nhưng tính cách của hổ phách làm cho Lâm Thanh Diện rất không vừa mắt. Anh không biết để loại người như hổ phách bên cạnh có mang đến phiền toái cho hứa bích hoài hay không, cho nên muốn dạy dỗ cô ta để cô ta biết được vấn đề của mình hổ phách ôm mặt mình lâm thanh diện không dùng sức quá lớn nhưng cũng đủ làm cho một bên mặt của hổ phách sưng lên anh anh dám đánh tôi anh là đồ đáng chết anh là cái thá gì lại dám đánh bà đây chứ tôi sẽ không bỏ qua cho anh hổ phách đưa tay muốn tát vào mặt lâm thanh diện lâm thanh diện nắm lấy cổ tay cô ta tay kia lại tát vào mặt cô ta một cái hổ phách sụp đổ tuy rằng cô ta là một người hầu ở nhà họ tô nhưng từ nhỏ đến lớn ngoại trừ những người nắm quyền nhà họ tô thì chưa có ai đánh chửi cô ta hiện tại lâm thanh diện tát cô ta hai cái sao cô ta có thể nuốt đi cơn tức giận này chứ anh chết chắc rồi tôi nhất định sẽ làm cho anh sống không bằng chết cái thứ được chó nuôi lâm thanh diện lại tát hổ phách một cái không hề khách sáo hôm nay tôi thay cô chủ nhà cô dạy cô nên nói thế nào nếu cô còn vô lễ với tôi như thế, tôi vẫn sẽ tiếp tục đánh. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Cứ như vậy hổ phách mắng một tiếng, Lâm Thanh Diện sẽ tát cô ta một cái, liên tiếp mười mấy lần. Đến khi hổ phách không cảm giác được khuôn mặt của mình, lúc này cô ta mới ý thức được người này thật sự không quan tâm cô ta là người của nhà nào, nếu cứ tiếp tục như thế thì cô ta sẽ bị đánh chết. Rốt cuộc hổ phách không chịu nổi áp lực của Lâm Thanh Diện mang đến cho mình, lúc Lâm Thanh Diện lại muốn tắt cô ta thì cố gắng nói câu, tôi, tôi sai rồi. Lâm Thanh Diện giơ tay ra thì mới dừng lại. Tay kia của anh buông lỏng cổ tay của cô ta mở miệng nói, sau này cô nói chuyện thì tốt nhất phải lễ phép một chút, nếu không cô còn sẽ bị đánh. Hổ phách đầy tuổi thân nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, sau đó xoay người chạy về phía thang máy. Anh chờ đó cho tôi, tôi trở về nói với ông chủ, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ dùng mấy cái tát làm cho người này thay đổi thì đúng là quá ngây thơ rồi. Anh cúi đầu nhìn mấy người đàn ông nằm trên mặt đất một cái, cũng không so đo với bọn họ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diêu Hân Du thì anh cũng đi về phía thang máy. Hổ phách thấy Lâm Thanh Diện đi tới, mà thang máy vẫn chưa tới thì tràn đầy sốt ruột, cuối cùng cô ta từ bỏ đi thang máy, chạy về phía thang bộ. Phải biết rằng nhà trọ của Lâm Thanh Diện ở tầng 23, hổ phách bò xuống thang bộ thì cũng không sợ đem mệt mỏi sao nhưng hổ phách nghĩ thế nào lâm thanh diện cũng không quan tâm cô ta đi xuống thế nào cũng không liên quan đến lâm thanh diện hiện tại anh muốn đến tập đoàn lam khấu tìm thư hân bàn bạc một chút làm thế nào mới có thể đưa hứa bích hoài từ nhà họ tô đi biệt thự nhà họ tô hổ phách mang theo hai má xương đỏ giống như bánh mì về đây chuyện đầu tiên cô ta làm là đến thư phòng của tô thành hải lúc này tô thành hải đang xem tài liệu ở thư phòng ông ta nhìn thấy hổ phách sốt ruột hoảng hốt chạy vào thì không khỏi nhíu mày. Nhưng lúc ông ta thấy khuôn mặt của hổ phách thì trong lòng khó hiểu mở miệng hỏi, hổ phách, sao mặt cô lại như vậy? Hổ phách đến trước mặt Tô Thành Hải rồi lập tức ngồi xuống đất, đáng thương khóc lóc. Ông chủ, ông nhất định phải giải quyết cho hồ phách, hôm nay hổ phách dựa theo yêu cầu của ông chủ đi xử lý tên tâm thần xúc phạm cô chủ. Hổ phách vốn muốn nói chuyện với người đó một cách hòa bình làm cho anh ta ý thức được sai lầm của mình, kết quả người này cứ nói cô chủ là vợ anh ta, còn nói mấy lời sỉ nhục danh tiếng của cô chủ, thậm chí còn sỉ nhục cả ông chủ, hổ phách tức giận nên nói mấy câu với anh ta. Không ngờ anh ta lại ra tay với hổ phách, đánh hổ phách thành như vậy, võ nghệ của tên kia rất lợi hại, mấy người tôi mang theo cũng không làm gì được anh ta, hiện tại bọn họ vẫn chưa chạy về, ông chủ nhất định phải giải quyết giúp hổ phách, hổ phách bị đánh là chuyện nhỏ, nhưng lại làm cho nhà họ tô mất hết mặt mũi. Tô Thành Hải nghe hổ phách đáng thương kể lại, hơn nữa giấu tay trên mặt hổ phách là thật thì tức giận lập tức đứng lên, nổi giận nói, ở thành phố T còn có người ngung cuồng như thế sao, lại không đặt nhà họ tô này vào mắt, cô không cần xen vào chuyện này, lát nữa đi tìm bác sĩ rồi tìm quản gia nhận hai tháng tiền lương để dưỡng thương. Tôi sẽ xử lý tên nhóc xúc phạm cô chủ. Hổ phách nghe Tô Thành Hải nói thì đáy lòng lập tức cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm chủ nhà họ tôi tự mình ra tay thì tên đáng chết kia có ba đầu sáu tay cũng không tránh khỏi nhưng cô ta vẫn ra vẻ đáng thương tuổi thân sau khi trả lời tô thành hải một tiếng thì đứng lên ra khỏi thư phòng cô ta vốn dĩ muốn đi tìm quản gia nhận tiền nhưng lúc này cô ta nhìn phòng hứa bích hoài một cái con ngươi xoay một vòng nghĩ thầm nhân dịp giấu tay trên mặt cô ta vẫn còn nên khóc lóc kể khổ với cô chủ một lần không chừng còn có lấy được một ít lợi ích cô ta nghĩ vậy thì đi về phía phòng của hứa bích hoài audio điện tử võ tấn bền hết chương 545